Tết. Cái trong 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 Fori thì cái cách làm việc nó rất là phóng khoáng, thoải mái, chúng ta cứ thoải mái trình bày, đúng không ạ? Và buổi Zoom, buổi khóa học ngày hôm nay chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Xin chào tất cả các bạn đã đến với Fori Center. Mình là Quyết Đào, team của Fori. Và trong buổi này em mình sẽ chia sẻ các cái kinh nghiệm trong vấn đề về làm dropship, các cơ hội kiếm tiền trong mùa dịch này, cái hướng đi, rồi là làm rõ một số cái vấn đề liên quan đến quảng bá marketing, lựa chọn sản phẩm để bán trong Fori Center nói riêng và trong dropshipping nói chung. Đấy, thì nói về dropship đúng không ạ? Trước hết là chúng ta thảo luận vấn đề về bối cảnh, đúng không ạ? Cái buổi học này nó như là một cái buổi nói chuyện để chúng ta thoải mái trong cái vấn đề về tư duy và nhìn nhận cái cơ hội. Thì trong bối cảnh hiện tại thì là đang ở con sóng thứ tư của thị trường downtrend, tức là giảm sâu bởi Covid. Và sóng này thì nó vô cùng lớn. Hiện tại thì ở Việt Nam, là đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đang rất là trong tình trạng cực kỳ căng thẳng. Hàng ngày hàng ngàn đến 2.000, 3.000 ca bị mắc, còn lại tiềm ẩn trong xã hội thì không đếm xuể nữa rồi. Thì bối cảnh như vậy làm cho tình hình kinh tế phát triển vô cùng chậm và khó khăn, xác định như nào như vậy. Thì trong cái bối cảnh này thì cắt giảm nhân sự này, giảm tiền lương này đó, và đặc biệt có thể là không được đi làm luôn là điều diễn ra thường xuyên. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Dù dịch là như vậy nhưng mình phải khẳng định với nhau rằng là tình hình chính trị an ninh ở Việt Nam nó khá là ổn định, không có xảy ra những cái vấn đề phức tạp về an ninh chính trị. Do vậy á, là những cái này nó tạo ra những cơ hội là về mặt xã hội á, thì dù dịch nhưng mà cái nhu cầu về thị trường không bị giảm đi. Dịch thì dịch nhưng mà nhu cầu về thị trường không bị giảm đi, tức là không bị giảm mà có, thậm chí là còn có thể tăng nữa, đúng không nào? Và những cái nhu cầu thiết yếu, đây cũng là những cái nhóm ngách mà chúng ta có thể kinh doanh, đó là may mặc. Rõ ràng dù dịch kiểu gì thì dịch trong thời gian tới cuối năm đây, bây giờ là thời kỳ cuối năm rồi, đúng không ạ? Và cuối năm này tôi nghĩ người Việt Nam này ấy, dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng mà đến Tết hoặc là đến cái độ Tết đến xuân về là mình cũng cố gắng mua cho mình một cái áo mới, một cái bộ đồ mới, và trang bị những cái vấn đề sản phẩm mới, đấy là điều đương nhiên. Còn góc độ mà ăn thiếu ăn thì bây giờ thì chắc chưa đến tình hình gọi là vấn đề về an ninh lương thực nó bị ảnh hưởng, chưa đến mức độ đấy. Nhưng mà cái vấn đề về ăn mặc nó đảm bảo là trong những cái ngách mà nó vẫn đang tồn tại và hình thành và phát triển tốt. Thứ hai đó là nhóm ngành về điện gia dụng là những thứ mà là cái mà ở trong 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 xã hội này, dù cách ly hay có nào đi chăng nữa, nó vẫn hoạt động, nó vẫn phát triển ổn. Mọi người hình dung là như vậy. Đây là những hai cái mà chúng ta được kinh doanh được. Cái thứ ba đó là những cái vấn đề liên quan đến ăn uống may mặc, đúng không? Ăn uống đây, nói chung bây giờ làm đẹp là trong những cái mà đang bị giảm sâu nha, làm đẹp, spa, mỹ phẩm, đó thứ đã bị giảm sâu đấy. Đấy, cái thứ tư đó là những cái liên quan đến vấn đề công nghệ, nên ra chúng ta làm affiliate hoặc là chúng ta làm quảng bá, làm cộng tác viên đấy, cho những cái người, đúng không ạ, cho những cái người làm cái cho những người mà có hệ sinh thái sản phẩm số là cái điều mà chúng ta nên 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 làm. Những cái như ở phần mềm này, chuyển đổi số, những cái vấn đề ở phần mềm quản lý bán hàng, quản lý đơn, quản lý kho đấy, phần mềm marketing. Rõ ràng rồi, tất cả những cái hoạt động offline nó bị ngừng trệ, nó phải chuyển đổi số lên online. Và trên online thì buộc buộc gì ạ, buộc người người dùng ấy, những cái chủ shop, những cái chủ doanh nghiệp, người ta phải sử dụng những cái đó. Và chúng ta chỉ cần nhìn nhận đâu là cái cơ hội thì chúng ta có thể là bán được rất là nhiều. Anh em mình hình dung là như thế đấy. Cái tiếp theo là cái mà tôi nghĩ rằng cảm thấy là ổn, đó là trong thời đại này ấy, kinh doanh có thể giảm nhưng mà vấn đề học tập luôn cao. Nếu như mà anh em mình có năng khiếu về 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 ví dụ như là đào tạo một vấn đề gì đấy, thì chúng ta có thể mở các cái đào tạo về nấu ăn chẳng hạn đấy, đào tạo về tiếng Anh chẳng hạn đấy, thì đào tạo luôn phát triển, đặc biệt là bán hàng và kinh doanh online là cái là đào tạo đang được rầm rộ nhé. Mọi người có thể nhìn thấy là các cái khóa học của các cái khóa training, các cái buổi Zoom như này được tạo ra vô cùng nhiều ở trên thị trường hiện tại. Đấy là những cái mà mình xác định, đúng không nào? Đó, và anh em mình có thể note lại và ghi chép lại.
đúng không? Đầu tiên đấy, đây đấy, chat luôn ở trong nhóm nha, chân mua luôn vào trong nhóm, hay là mình mở cái này ra nha, mở vào voi đi. Để đây mình nhắc lại cho anh mình những cái nhóm này mà chúng ta nên tập trung và làm kinh doanh này. Đấy, về dropshipping thực chiến, đấy, và mình sẽ bố sách cái bối cảnh đúng không ạ, cái bối cảnh đúng không ạ, bối cảnh xã hội đấy. Và trong bối cảnh tình hình Covid như vậy thì những cái sản phẩm mà nên kinh doanh, sản phẩm nên kinh doanh đó là những cái nhóm ngành liên quan đến ăn uống này, may mặc này, đó, liên quan đến điện tử này, đấy, thiết bị gia dụng này, đồ dùng gia dụng này, đấy, các cái phụ kiện này, đấy, rồi là liên quan đến công nghệ, những cái chuyển đổi số lên là liên quan đến vấn đề shopbot cho đó, các cái chủ shop kinh doanh ấy, liên quan đến kinh doanh công nghệ kinh doanh, tức là các cái phần mềm đó. Thì tiếp theo là một cái cực kỳ trong cái thời đại này là đào tạo đúng không ạ, đào tạo online, đây là những cái mà mình xác định là cái volume nó đang thị trường đang rất là lớn và chúng ta nên tập trung vào cái này đó. Dù làm gì làm cũng quanh quẩn những cái vấn đề này à, đúng không nào, và chúng ta cứ nghiên cứu và suy ngẫm nhá. Đấy, và hình thức đúng không ạ, hình thức kiếm tiền ở trong thời kỳ này ấy, hình thức kiếm tiền có hai hình thức, đó là affiliate, tức là làm cộng tác viên cho những cái đội mà có những cái sản phẩm này, hai là làm dropship, tức là bán hàng không thông qua khâu vận chuyển, dropshipping. Đấy, bán hàng không thông qua khâu vận chuyển thì đây là cái ngày hôm nay thì mình sẽ nói sâu cho anh em mình về cái dropshipping này, và dropshipping này bán hàng là bán hàng thông qua khâu vận chuyển, đúng không nào, và việc của mình là tập trung vào marketing. Và marketing và khi có đơn ấy, thì chúng ta có thể là xử lý là báo đơn, báo mã vận đơn và làm thế nào để có mã vận đơn. Một là chúng ta sử dụng app giao hàng, có thể sử dụng app giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, Viettel Bot vân vân đó, để chúng ta tự lên đơn, có thông tin khách hàng chúng ta tự lên đơn. Hai là chúng ta báo mã đơn này từ việc là chúng ta bán hàng trên Shopee ấy, thì trên Shopee, Sendor, Tiki đúng không ạ, nói chung là thương mại điện tử nó sẽ có những cái mã đơn hàng này, khi mà chúng ta có đơn ấy thì nó sẽ xuất ra, thì chúng ta gửi cái mã đơn này, gửi cái mã đơn này cho kho hàng, và kho hàng họ căn cứ vào cái mã đơn này, sản phẩm này ấy, họ đóng gói và ship đi cho chúng ta, giao từ tay shipper. Thì về mặt bản chất ấy, là kho hàng lúc này ấy, đóng gói đứng vai trò giống như là một cái nhân viên của mình, bạn hình dung không ạ, đứng ở một cái vai trò giống như là một cái nhân viên của mình, nhân viên kho thôi, để mình là ông chủ ấy, đúng không ạ, đấy, mình là ông chủ thì mình báo cho nhân viên kho là đóng gói cho anh cái này cái kia, thì là trên dưới kho là người ta sẽ nhìn thấy được cái mã vận đơn đấy, người ta đóng gói và người ta ship đi đấy, và cái quy trình đơn thuần đơn giản là như vậy, mọi người hình dung không ạ, đó là cái quy trình nó là như thế. Nên ra là dropship ấy, thì chúng ta chỉ cần tập trung vào cái khâu này, khâu marketing quảng bá là cái mà cần phải nghiên cứu nhiều nhất, cần phải trao đổi nhiều nhất, cần phải nói chuyện nhiều nhất để làm thành công, đúng không ạ, marketing này, mọi người hình dung không ạ, ok mọi người có hiểu không ạ, nói đây mọi người có hình dung không, nếu mà mọi người hiểu mọi người bình luận này, hiểu đi để tương tác với nhau nhiều hơn, đúng không ạ, nó làm việc mới hiệu quả được, hiểu không ạ, dễ hiểu không ạ. Và dropship nó là như vậy, bản chất của dropship là như vậy, tất cả các hình thức khác nó là biến thể của dropship. Nếu như mọi người đọc tài liệu bằng tiếng Anh ấy, hoặc là đào tạo học các cái dropship mà truyền thống ấy, đúng không ạ, là như vậy, chúng ta tự quản trị đơn hàng, tự quản trị tiền của chúng ta, tự bán lẻ bao nhiêu là chúng ta tùy ý, và kho nó là nhiệm vụ đóng gói và ship đi thôi, và việc là chúng ta lựa chọn cái kho giá rẻ và uy tín để nó ship hàng cho là được đó. Chứ không có là mình bị trừ cam, đúng không ạ, mình chuyển hàng cho kho nhưng mà kho nó không ship đi, thì rất là nhiều câu chuyện trên cộng đồng dropship đã có trường hợp đấy rồi. Mà riêng ở trong Fori là network, Fori là một cộng đồng, và Fori là một rồi, không có Fori 2, Fori 3 gì hết, đúng không nào, và Fori là một cộng đồng, và Fori có kho hàng và tất cả các sản phẩm được list ở trong cái nhóm Fori, thì anh em mình có thể bán và yên tâm là mình sẽ được đóng gói và ship hàng đi cho tới tay khách hàng. Mọi người là hình dung là như vậy, ok, cảm ơn mọi người đã tương tác.
đấy thì là cái này nó tạo ra một cái lợi thế là chúng ta không cần phải ôm hàng, chúng ta không cần nhập hàng, chúng ta không phải đóng gói, đấy, chúng ta cũng không cần phải giao cho ship, đúng không? Mà duy nhất là chúng ta tập trung vào marketing. Thì trước khi mà làm dropship thì đây chúng ta phải làm gì ạ? Làm mình xác định sản phẩm, thì sản phẩm vừa sau là mình đã xác định cho bạn mọi người rồi. Và ở trong Forex thì chúng ta cần bán những cái gì bật mí trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, buổi đào tạo ngày hôm nay, những sản phẩm ở trong Forex á mà có GMV cao, tức là doanh thu cực kỳ cao. Đó, và phần này là thường là anh em ở trong marketing team á mới được học, mới được bật mí, nhưng mà trong buổi đào tạo ngày hôm nay thì anh em tương tác rất là tốt. Tôi bật mí cho mình những cái ngách mà trong Forex đang bán cực kỳ tốt. Đó, là một đấy, là về phụ kiện điện thoại. Bán rất là đơn thuần. Xíu nữa tôi sẽ cho anh mình một số tư duy. Vừa xong tôi thấy một số anh em mình có hỏi rồi. Đấy, cho mình một số cái tư duy về marketing. Đầu tiên là phụ kiện điện thoại, một trong những ngách. Ngày nào có đơn. Đó, đơn cực kỳ khủng luôn, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và vừa xong một số cái hình ảnh mà anh nhìn thấy đóng gói hộp nhỏ nhỏ đó, đó là về phụ kiện đấy. Nhiều lắm, đúng không? Một ngày lấy 3-4 lần. Đấy, phụ kiện. Hai là ngách thời trang, may mặc. Rõ ràng rất hay, ở nhà phát sinh vấn đề là mua hàng online nhiều. Đấy thì thời trang là cái mà bán rất ổn. Đấy, và trong thời trang là những cái như là áo hoodie này, áo khoác này, áo thun này, là những cái mà bán chạy vô cùng. Đấy, các bạn cứ thử nhé, bạn thử có đơn rất là nhiều đơn luôn, ngày nào cũng có đơn, đúng không? Ngày nào bạn làm tốt cũng 5-7 đơn, 3-4 đơn làm chuyện bình thường trên những cái kênh rất là đơn thuần. Đấy, cái ngách thứ ba là ngách visa. Ngách visa nhé, đơn rất là hay, rất đều. Đấy, ngách tiếp theo là ngách túi sách. Ngách túi sách. Đấy, một ngách nữa đó là ngách... các ngách liên quan đến thời trang rồi nhé. Thời trang thì cũng rất là nhiều loại thời trang cao cấp, rồi là thời trang trend, rồi là thời trang bình dân, thời trang bình thường. Đấy. Còn một ngách nữa đó là, đây để mình lấy lại xem là cái doanh số có cái nào cao nhá. Còn một cái ngách nữa, tự nhiên đây là cái ngách mọi người còn chính xác là một là về vấn đề về ngách 16 ấy. Anh em mình là tham gia vào ngách 16 ấy. Đó là cái mà dịch vụ marketing ấy. Đó là cái ngách và phần mềm ấy, affiliate phần mềm và dịch vụ marketing ấy. Đó là cái ngách cực kỳ hay. Ở trong Forex có cái phần affiliate, cái phần mềm nhá, có thể là nhiều anh em mình không biết, nhưng mà anh em mình nào mà làm lâu năm rồi ấy, làm lâu thời gian với Forex rồi ấy, và từng trải nghiệm các dịch vụ ở trong Forex á, thì mọi người sẽ biết có cái ngách này. Tất cả mọi vấn đề về dịch vụ liên quan đến marketing là admin đều có hoa hồng khi mà anh em giới thiệu được. Đấy, nên ra là cái việc mà chúng ta làm tập trung là ra kết quả rất là nhiều đấy. Cái cuối cùng đó là vấn đề liên quan đến các vấn đề đào tạo, đúng không? Em có thể là affiliate các vấn đề đào tạo. Ở trong Forex thì có rất là nhiều cái khóa đào tạo, khóa học, thậm chí là các cái khóa phát triển chuyên sâu liên quan đến giống như ngày hôm nay. Em mình một số bạn ở trong quá trình team này đấy, đang được nghiên cứu, đang được học đấy, thì có rất là nhiều cái khóa đào tạo chuyên sâu từ cơ bản đến phức tạp đấy, liên quan đến dropship, liên quan đến marketing, liên quan đến làm website, liên quan đến chạy quảng cáo, hay là liên quan đến Shopee. Tất cả mọi vấn đề đều có những cái khóa rất là hay, đúng không ạ? Và nó thực tiễn chứ không có lan man. Đó là phong cách làm việc của mình. Quan trọng là ra được vấn đề, ra được kết quả, chứ còn lại nói dài dòng giải thích nhiều khi mà nó không có đạt được cái mục tiêu gì cả. Thì các cái đào tạo trong đây thì có affiliate rõ ràng, đúng không ạ? Có affiliate, bạn làm, bạn học được, quan điểm là bạn học, bạn cảm thấy hiệu quả, bạn bắt đầu quảng bá, đúng không? Bạn bắt đầu giới thiệu đấy, và như vậy nó mới bền vững. Kinh doanh là sự bền vững, và trong Forex và không phải đơn thuần, mà trong cái bối cảnh này mà Forex tồn tại cũng khá là lâu rồi, và một trong những team rất là mạnh trong vấn đề về marketing, trong vấn đề đội nhóm, và khả năng khó của cái team nào anh mình có thể nhìn thấy rằng là admin lên Zoom và đào tạo cho anh em mình như thế này. Nên ra là có thời gian rảnh mình sẽ lên online và để hướng dẫn anh em mình làm bằng được thì thôi. Đấy, thì đấy là những cái mà bạn có thể tham gia và các bạn có thể triển khai, và nó có cái volume thị trường rất là cao.
Còn lại bây giờ là hướng đi, hướng marketing là bây giờ một đấy là xác định một ngách, như ngách phụ kiện điện thoại chúng ta chỉ cần vào trong ngách chúng ta lưu hình ảnh vào giá và mình tập trung vào, ví dụ như là chúng ta tập trung vào chỉ cần khoảng tầm 5-7 loại sản phẩm thôi, chứ không cần phải là phải quảng bá hết đâu, đúng không ạ? Quan điểm của tôi là mình tập trung sâu, đúng không ạ? Tập trung vào trong marketing ấy là chúng ta tập trung có chiều sâu chứ không phải là tập trung lan man. Là tập trung sâu ấy thì chúng ta sẽ dễ tăng volume hơn. Tức là như thế này này, anh em mình hay có cái trường hợp là chúng ta thích kinh doanh đủ thứ hết, nhưng mà thời gian thì có hạn. Khi mà marketing rất là nhiều thứ ấy, thì là chúng ta sẽ không làm sâu nó được. Nhưng mà về kiến thức về marketing ấy, thì như là kiến thức về liên quan đến marketing để làm rõ nét để bán được hàng ấy, nó vô cùng nhiều thứ chứ không phải đơn thuần nó chỉ đơn giản là việc mà chúng ta cứ quảng bá đăng bài lên trên đấy là bán được. Nếu mà đăng bài lên đó là bán được thì chắc chắn là nhiều người giàu rồi, và chắc chắn là cũng không đến lượt mình, có nhiều người giàu lắm luôn rồi. Và bán hàng là chúng ta phải học một cách nghiêm túc, và trong một cách xác định á là lựa chọn ban đầu á, lựa chọn cho mình 5 đến 10 sản phẩm mà anh em mình phải cân đo đong đếm nó có thể ra đơn dễ nhất nhanh nhất. Đặc biệt ví dụ như là mình xác định là ngách phụ kiện điện thoại, những cái vấn đề như là cắp sạc tai nghe là cái điều mà nó rất đơn thuần và nó ra là đơn kinh khủng khiếp, đúng không? Nó rất dễ ra đơn và đơn ra ngay lập tức, nên chúng ta cứ tập trung những cái khó làm gì, chọn cái ngách dễ, đúng không? Và trong kinh doanh ấy, là chọn cái thị trường cần, không có chọn cái mình mong muốn. Cái mong muốn của mình là hoài bão là ước mơ, và hoài bão ước mơ thì nó là mơ mà rất là khó đạt được, thì để sống đã, đúng không ạ? Trước khi mà đạt được ước mơ thì chúng ta phải tồn tại, và muốn tồn tại được thì chúng ta phải thực tế, và muốn thực tế thì chúng ta phải chọn cái ngách mà nó dễ bán. Một là ngách nó có giá rẻ, là những sản phẩm mà mình cảm thấy ok giá rẻ và mình tự tin marketing của má nó. Hai là mình chọn những ngách mà có thị trường lớn, lúc nào nó cũng có được khách hàng, và ngay thậm chí bản thân mình cũng là khách hàng luôn, nên chọn những vấn đề này. Ba là chọn những ngách mà có chiều sâu, mà mình càng làm thì volume nó càng lớn, tức là mình càng làm ấy, thì uy tín mình càng lớn này. Cái ngách các cái vấn đề mà volume càng lớn này nó liên quan đến các vấn đề về sản phẩm công nghệ, các bạn càng làm thì các bạn càng nhiều giá trị, càng nhiều giá trị thì càng nhiều người sẽ mua hàng của mình. Còn lại cái ngách mà ví dụ như là thực tế cao như là phụ kiện điện thoại. Và sao tôi nói rằng là sao không PR hết, PR hết điều đương nhiên, nhưng đơn thuần đấy chỉ cần một sợi cáp này thôi là Epin đã từng hỗ trợ một bạn bán cáp, một sợi cáp với một cái tai nghe thôi, đúng không? Nói chung là cáp sạc thế thôi đấy, cái tai nghe của loại iPhone thôi, là lãi 50 triệu bình thường. Bạn hình dung là bây giờ chúng ta lan man làm gì, chúng ta chỉ tập trung vào phân khúc những người sử dụng iPhone thôi, rất là nhiều luôn, rất nhiều. Một người có thể sử dụng 3-4 sợi cáp chứ không phải có một, rõ ràng đúng không? Ở cơ quan một cái, ở nhà một cái, đứt hỏng liên tục, và cái thị trường nó lớn đúng không? Nó vô cùng lớn rồi, và bây giờ để bán 1.000 đơn dễ không? Dễ, dễ hơn là việc mà chúng ta bán cả vài trăm cái sản phẩm mà kiếm sản người rất là khó. Bây giờ chúng ta chỉ cần lựa chọn, trong đầu của chúng ta là xác định lên một cái kế hoạch thôi, là đi giới thiệu cho những người mà người ta cần cái dây sạc iPhone hoặc là cần cái tai nghe, và chúng ta chỉ xoáy sâu vào đấy thôi. Và em mình có một chị Loan Tô, anh mình nếu ở trong cái nhóm phụ kiện đấy, anh mình có thể thấy một cái chị đó, tên là Loan Tô, và chị đó là bình sữa ba con, bán phụ kiện rất là tốt. Em mình nói một câu đơn thuần thôi, và tham gia với Fori cũng đâu đó khoảng được gần hơn 1,5 năm rồi, thời điểm này hơn 1,5 năm gần 2 năm rồi. Em mình nói và tham gia Zoom như này rất nhiều, trước đây thì mình dùng rất là nhiều, mà nó nghĩa câu đơn thuần là như này: chúng ta cố gắng á, không bằng đúng không ạ, cái sự lựa chọn đâu, và gì, và đôi khi ấy, những cái điều nhỏ ấy, nó tạo lên cái sự vĩ đại, chứ không phải là mình cứ bán cái to là nó sẽ thành công, không phải. Nên chị bán cực kỳ tốt luôn, chị bán rất là ok trong vấn đề cắp sạc tai nghe, bán rất đỉnh luôn, bao đỉnh, đúng không? Một ngày 5-7 đơn là chuyện bình thường, là vẫn còn đi làm nhá, đi làm để nuôi con nhỏ, xong rồi về vẫn chốt đơn bình thường, tại vì nhu cầu rất là cao, luôn luôn là cao. Đó là những cái ngách, đây là có thể tạo ra được tiền
bình bình tẩy là điều thực sự đấy. Và hàng ở trong đây là hàng này mình đã lựa rồi nên ra là nó phù hợp với giá, đã đi tham khảo rất là nhiều với cái hàng này, hàng tốt đúng không ạ? Hàng này có phải hàng chính hãng hay không, hàng này hàng công ty được đặt hàng ở bên Trung Quốc, nói chung là như vậy đúng không anh, mình hình dung là như thế. Và nó được sản xuất theo là cái tiêu chuẩn 11 về mình bán ở tại cửa hàng của mình luôn, được qua một cái công ty phân phối đúng không ạ? Cái tên công ty phân phối này mình giữ đúng không, anh em nào mà muốn làm sỉ ấy, thì liên hệ mình nhập đúng không, cái công ty phân phối đó là mình là mở shop offline về phụ kiện điện thoại, nó đến nó mời thì mình nhập hàng của nó thử và mình cảm thấy rằng ừ đó giờ mình làm ăn với nó rất là uy tín và mình cảm thấy rằng ừ sản phẩm rất là chất đúng không? Rất là thời sợi cáp rất là chắc chắn đúng không? Sợi cáp rất là chắc chắn, tất cả mọi thứ không ổn, tỷ lệ lỗi ít đó. Và mình tham gia mình làm cái này cũng 2 năm mấy rồi, và shop off nữa là cũng phải 4 năm lấy hàng rồi, nên ra là mình cảm thấy ok. Có em cảm thấy là ừ giá cao quá, có thể đi kiếm chỗ khác giá tốt hơn. Tuy nhiên rằng là cái chỗ này mình cảm thấy là ổn được chưa? Thì mình như này xác định một hoặc vài sản phẩm thôi, bao giờ mình xoáy mình đi kiếm khách, một là trên các kênh, trên là Facebook đúng không, mình tập trung các vấn đề Facebook, rồi mình tập trung vào các cái diễn đàn đấy, mình tập trung vào mối quan hệ của mình đúng không? Và đặc biệt là Facebook là cái môi trường có cực kỳ nhiều đơn. Hai là các vấn đề liên quan đến chợ tốt. Ba là các vấn đề liên quan đến các cái forum, các cái chợ rau vặt là vô cùng nhiều đơn. Nên mình cứ nghĩ là xa xôi vấn đề shopping này kia. Tôi chưa nói đến vấn đề shopping, tôi đang nói vấn đề Facebook marketing. Facebook marketing cực kỳ nhiều đơn. Nếu chúng ta biết cách để có đơn, chúng ta phải biết cách tương tác với những người khách hàng đấy mà người ta cần. Tại sao mình biết người ta cần, mình phải hiểu về insight. Ví dụ như bán cái cáp này, mình biết rằng đây là những người sử dụng iPhone, mình có thể tham gia cái cộng đồng về iPhone. Và bán hàng nó lại bán câu chuyện chứ không phải bán sản phẩm đâu. Đúng không? Bán câu chuyện tức là sao? Thông thường ở bạn bán hàng bạn sẽ nghĩ rằng đây là ừ, tôi có cáp, tôi muốn bán cáp. Ai cũng hiểu, và thường là chúng ta sử dụng cái cách là ừ cáp iPhone này, kỹ thuật thông số thế này thế kia. Bạn sẽ không bán được nhiều. Bán câu chuyện là câu chuyện như thế nào? Tôi không có nói vấn đề về thông số kỹ thuật của sợi cáp này, tôi chỉ nói đơn thuần thôi, up lên nhóm là hiện tại á là mình mua mà dư mất một sợi cáp còn nguyên, ok chưa? Và bây giờ là mình đang chuyển qua dòng Samsung để mình xài, dư lại một cáp, anh em nào cần inbox giá hữu nghị đúng không, 99k free ship, xíu hồi mấy chục đơn. Và đây là nghệ thuật trong vấn đề về content trong group tài chính market, và mình làm cảm thấy rằng đấy là cái câu chuyện nó rất là hợp lý luôn, và chính bản thân mình cũng muốn mua của những người như vậy. Cho vấn đề là lên đấy ở các dài 1,5 m đúng không, rồi là vỏ bọc cao su đúng không, rồi là chính hãng này kia đấy, đấy là cái điều PR trên fanpage, trên chạy quảng cáo. Còn lại bán hàng trong trong nhóm là chúng ta phải hiểu nhóm đúng không, và chúng ta tham gia vào các nhóm về phụ kiện này, tham gia các nhóm về iPhone này, chúng ta tham gia các nhóm về liên quan đến công nghệ, thì phần bình luận rất là nhiều và chúng ta chỉ cần đi tương tác thôi là bạn có quá nhiều đơn rồi đúng không ạ? Xong rồi vấn đề là chúng ta cứ cố gắng để chúng ta ta làm marketing thì nó kinh khủng, nhiều đấy kinh khủng thì tính sau đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là tôi làm như vậy tôi đã có đơn ngay lập tức đúng không, và hàng tốt hàng chất ok ổn đúng không nào? Bán 99k ở đây bạn có thể xác định ở cái sợi cáp này bao nhiêu đúng không, sợi cáp này bao nhiêu đây, ví dụ như là phụ kiện này sợi cáp bảo là mắc, mắc là do chúng ta không bao giờ bán, mà chúng ta lúc nào so sánh với những cái mà có 5-7 nghìn sao mà so được đúng không. Và chúng ta ví dụ như cái sợi cáp iPhone đây 37 nghìn, 45 nghìn, bán 99k lời 50 nghìn, nên đẹp khi mới nói chính xác luôn, bán 1 nghìn sợi cáp này mỗi sợi lời 50 là có 50 triệu, khó không ạ? Hiện tại ở Việt Nam mới theo tôi được biết là nó vài chục triệu người đang sử dụng iPhone, thậm chí là có người vừa sử dụng iPhone vừa sử dụng Samsung, như admin hiện tại đang có 4 cái iPhone được chưa đấy, và mình đang sử dụng khoảng tầm 4 bộ phụ kiện, vừa ở ở phòng làm việc này, vừa ở chỗ phòng ngủ này, vừa trên văn phòng này đấy, vừa ở cơ quan này, 4-5 cục lại khắp mọi nơi
nên ra là cái nhu cầu nó cao vô cùng chứ không phải là cứ bán do chúng ta chưa có hình dung. Đó. Nếu một cái cảm thấy khó hơn thì chúng ta bán tai nghe chẳng hạn. Tai nghe ai cũng cần đúng không nào, tai nghe ai cũng cần đấy, tai nghe gì cũng cần cái tai nghe, cái chân chân dây nghe đó. Và cái bán câu chuyện có lại mình xây dựng lên cái thương hiệu ấy, thì ví dụ như mình phủ fanpage, mình tạo fanpage và mình đăng bài lên trên đấy và mình bắt đầu mình phủ, rồi là bán các cái trong các nhóm giao vặt, bạn cứ gõ lên à, chợ giao vặt gì đấy ở cái tỉnh của bạn ấy, luôn luôn có một cái web giao vặt, và trong cái web giao vặt đấy bạn PR trong đó bạn sẽ bán được, đấy gọi là PR trong forum, forum nhé đó, trong các cái diễn đàn đấy. Còn đây trên marketplace thì là quá rõ rồi, anh em mình mà chưa biết marketplace là gì ấy, thì mở Facebook ra, nếu như Facebook của bạn có cái hình của cái shop ấy, à, tập trung vào đấy. Tiếp theo là một số những cái chiến lược cơ bản trong vấn đề kinh doanh đúng không, ví dụ như là cái vấn đề về trong thời trang thì nó còn dễ nữa đúng không. Thời trang là cái áo đây, ví dụ ngách thời trang này, ngách thời trang anh mình vào cho mình xem nhé, ngách thời trang dành cho sản phẩm ấy, là những cái áo đúng không, áo crop top, áo hoodie này, cái sản phẩm như này làm sao mà không bán được đúng không ạ. Giá dropship nó có trăm, mình bán 149 ngàn đây này, đây cho mình xem đây, ví dụ như cái phụ kiện này rất là rẻ, các bạn lúc nào cũng đắt, đắt là chúng ta nhìn vào những cái sản phẩm nó mang tính cộm nó đắt thôi, chúng ta tách lẻ ra thì rất là rẻ đấy này đúng không, mấy chục ngàn đây mình bán 99k 89k, lời ba 40 ngàn là ổn rồi đúng không nào. Còn ví dụ như ngách phụ kiện đó, ok rồi, ngách thời trang những cái áo hoodie như này, trời ơi tôi thật sự luôn, nếu mà trước khi mà tôi làm thời trang ấy, tôi sẵn sàng bỏ 200-300 nghìn mua một cái áo hoodie như vậy, tôi cảm thấy ổn đúng không, khoảng 199 gì đấy là đồ của mình á. Do anh em mình, tôi không biết là xuất phát điểm của anh em mình như thế nào, nhưng mà đối với tôi á là đồ của mình á, là cứ 200-300 ngàn là mình cảm thấy rất là bình thường đúng không, mình không biết là giá nhập nó cỡ này đâu đúng không, giá nhập của nó có 100 đúng không, 109 đúng không. Anh em mình ở tham gia quá trình team VIP member thì nó còn rẻ hơn đúng không ạ, trong VIP member thì nó còn khủng khiếp hơn nữa, nếu mà cái giá này là giá của VIP thì nó còn kinh khủng khiếp đúng không ạ. Đấy ví dụ như là ở trong VIP nhé, xem special này, VIP chuyên ngách thì anh em mình có thể nhìn thấy là nó khủng khiếp về giá luôn. Để bạn các bạn VIP được đào tạo chuyên sâu về một cái ngách thôi, thời trang VIP. Chiều nay tôi sẽ giải thích cho anh mình biết VIP chuyên ngách là gì. Các bạn ở trong đây drop ship thường. Đây, VIP chuyên ngách thì anh em mình nhận cái sản phẩm này có 99 ngàn thôi. Cái áo hoodie này có 99 ngàn thôi. Giá ký quỹ 5 triệu, hoặc là bạn ký quỹ, hoặc là bạn tham gia VIP thì bạn sẽ nhận được cái giá 99 ngàn. Đấy, hoặc là hoodie, hoodie in nó còn kinh khủng hơn. Đây, ví dụ cái áo này có 84 nghìn. Bạn thấy khủng khiếp không? Mà tại sao không bán được? Đúng không? Tại sao không bán được, tôi không hình dung được là tại sao không bán được luôn á đúng không. Không phải là ở đây mình nói cho anh em mình cảm thấy rằng ừ nó hào hứng, đây có 89 ngàn đây này, nên bạn Duy bạn nói là một ngày bạn mười mấy đơn là đúng thôi đúng không, mà mình cũng thấy là ở bơm Shopee đúng không, 149 ngàn thôi mình lời như vậy là má nhìn không ra rồi đúng không, ở nhà ai cho mình 10 ngàn đúng không ạ, chẳng ai cho mình 10 ngàn, áo đây nó có 89k mình bán 149k. Nếu mà thật sự luôn là trước mà không có làm thời trang tôi không hiểu được là giá rẻ như vậy là chắc là đồ không tốt đúng không ạ. À, và gì, và mình sẵn sàng bán, mà trong đây có một bạn tên là Tùng bán mẹ đi cái áo hoodie này, bạn có bán bộ 249k chạy quảng cáo luôn, không bán dưới thấp, 3 tháng làm với mình thôi là bạn lời hơn 70 triệu, cảm ơn quá trời luôn. Bán áo hút đi ấy, đó giá rẻ như vậy bạn deal được cái giá tốt nữa. Ok mình nói ok bạn bán được thì deal xuống, nên ra là ấy, có những cái sản phẩm mình chỉ cần tập trung thôi mình sẽ tăng được cái volume lên, và cái câu chuyện bán hàng nó mới là ví dụ bán áo, à mình mua cho thằng em mình cái áo nick ảo rất là nhiều, nếu mà ngại không chơi nick thật tôi chỉ tốt cho em mình bán này, tại sao bán được, mua cho thằng em cái áo hay mua tặng bạn trai bạn gái cái áo nhưng mà rộng size quá, bây giờ mình muốn nhượng lại để giá gốc luôn đúng không, mình chứ để cũng không ai mặc, hình chất nó hình đẹp sản phẩm tốt không, ok mở hàng đi tặng chẳng lẽ là cùi, nên bán hàng là bán câu chuyện không phải bán sản phẩm, nhưng chúng ta cứ loay hoay không bán được đúng không.
tôi cứ để im xem anh bán được không, tôi nói thật luôn anh bán rất tệ, chẳng bán được hàng, bán ở trong cái nhóm ấy, chợ bất kỳ cái chợ nào, chợ Đà Lạt rất là nhiều, chợ Đà Lạt mấy trăm nghìn người, bạn cái caption đấy nó quyết định cái yếu tố mua hàng, đúng không? Anh em mình vào ấy, đang vào trong bất kỳ nhóm nào ấy, nói là mà mình mua cho bạn gái, bạn trai, con trai, em gái, em trai, một cái áo mà bây giờ size nó rộng quá, anh em nào mà vừa ấy thì mình để lại, mình mua 249, bán lại cho anh em mình 169k. Trời ơi, ngay lúc đó là tôi nghĩ là anh mình bán má ơi luôn á, đúng không nào? Đơn má nhìn ra liền chứ làm sao mà khó bán. Thà mà cái bảo cái áo hoodie này á là 200-300 nghìn tiền gốc đi, có nghĩa là giá của giá gốc ấy, giá cốt ấy, cost tức là chi phí ấy, là hơn 100 ngàn thì rất là khó bán đúng không? Rẻ như vậy mà còn không bán được thì bây giờ mình bán gì? Rất khó đúng không nào? Em hiểu không, hiểu đúng không? Và cái sợi cáp như vậy vẫn còn chê cao, chẳng lẽ 5.000 hay là 10.000 nó mới là rẻ? Cao là chúng ta không biết marketing, cao là do chúng ta lúc nào muốn rẻ, cao là do chúng ta so sánh với Shopee. Tôi nói thật luôn đấy, sau đến 1 năm nay này là đội nhóm Fori bắt đầu làm Shopee. Quan điểm admin trước đây admin nói là dẹp Shopee, tại vì tôi biết rằng anh em mình làm Shopee á là sẽ bị thất vọng trong cái thời gian đầu, mà rõ ràng đúng luôn. Shopee không phải việc mà mình đăng bài lên trên Shopee là sẽ có đơn giống như ngày xưa nữa, có đơn ngay lập tức có, nhưng mà trường hợp rất là ít. Những cái sản phẩm như này nó không còn gọi là mách thị trường nữa, mà nó là sản phẩm thông dụng ở trên Shopee. Bây giờ muốn ăn đấy, đăng Sendor, đăng Lazada, mà đăng qua mấy thằng đó thì nó kiểu duyệt cực gắt luôn. Còn đăng Shopee là đăng lên trên đó, không phải là đăng là xong, đăng là phải còn bút đơn, đăng là còn phải seeding, đăng là còn phải tăng like, tăng follow, sau đó là chạy quảng cáo, sau đó là tham gia các chương trình, chương trình hàng ngày của shop, chương trình hàng tuần của Shopee ấy, và chương trình hàng tháng của Shopee. Thì cái Shopee của mình nó theo đúng một cái quy trình như vậy rồi. Và làm Shopee ấy, là cả một bầu trời chất xám trong đó và có quy trình. Tôi nói ở đây anh em mình hiểu thì cũng làm y vậy thôi. Đăng lead lên, bút đơn, tăng follow, tăng đánh giá lên, ổn chưa ạ? Về mặt sản phẩm, lúc này mình sẽ không bán một cái áo nữa hay mình bán một cái cáp nữa, mà mình PR cả cái shop đó, mà muốn PR cái shop đó đúng không ạ? Mình phải làm cho cái shop đấy tuyệt vời hơn những thằng khác, rõ ràng đúng không? Bây giờ này, trong cái xóm đấy có được có đúng một cô gái rồi rất là xinh đẹp, mà trong xóm mẹ có 5 thằng con trai. Bây giờ mình phải làm bảnh bao hơn những thằng khác chứ, trước mắt là để so về trình độ gì tôi không biết, nhưng mà ông phải sạch sẽ, ít nhất phải gọn gàng, ít nhất phải đẹp ngon hơn những thằng khác, hoặc là bằng ít nhất là những thằng khác thì ông mới so được, mới có hốt được nó về mà vợ, đúng không nào? Chuẩn rồi đúng không? Thì bây giờ đối với Shopee là như vậy, ông làm chẳng ra cái mẹ gì hết, thì tất nhiên là đừng nói chuyện đến marketing và đừng bao giờ nói chuyện đơn, đúng không? Sau khi mà làm tuốt tắt, trời ơi tuyệt vời, vào phát muốn mua là về hình ảnh, về tiêu đề, về tất cả mọi thứ uy tín, không vô cùng uy tín, lịch sự đúng không? Lịch sự, bắt đầu lúc này mới PR lên, là tham gia các chương trình, tham gia các cái tham gia các cái vấn đề về như là chạy quảng cáo, các cái chương trình shopping hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày. Từ đó rồi là bắt đầu xây dựng các kênh vệ tinh ấy, như là fanpage, như là web, như là TikTok đúng không, như là Instagram, các cái kênh vệ tinh đổ về. Bây giờ là ngon rồi mà mình phải PR lên đúng không? Bây giờ PR lên là gặp cô dì chú bác đánh từ xa đi đến đánh lại, tức là xây dựng kênh vệ tinh, từng kênh vệ tinh, tức là bây giờ cô dì chú bác ruột gì của nó đấy đúng không, list ra đến nhà giúp đỡ hoặc là tạo cảnh giúp, sau đó là tiến gần lại, em út thì mình tán trước, rồi đến cha mẹ đúng không, rồi tham gia các chương trình hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng đúng không, dỗ chạp gì đó mình đến, đó là tham gia các chương trình. Và kinh doanh nó là thực tế chứ không phải vấn đề là ông tham gia mấy khóa học mấy chục triệu, tại sao nó lại đào tạo ông lấy mấy chục triệu của ông? Tại vì nó đào tạo ông để ra được đơn hàng, và muốn qua được đơn hàng ấy nó phải bài bản như vậy đúng không? Và chính bản thân mình là người đào tạo về Shopee, tôi biết rõ luôn đấy. Và anh em mình làm một cách hời hợt thì chẳng bao giờ có đơn đâu, trừ khi anh mình làm cái sản phẩm mà độc quyền ở trên Shopee, ít người phải nghiên cứu về nhập hàng người ta, wow, chọn được những sản phẩm nó giá cực kỳ, kiểu như là nhập có 15.000 mà bán 150.000, ít người lần lên đúng không nào, và bắt đầu bị sát học giá thì ok ổn,
tuyệt vời. Nhưng mà tôi nghĩ là trong đây bao nhiêu người anh em mình có cái khả năng đấy, ít lắm. Nếu mà có cái khả năng đấy cũng không vào đây ngồi, đúng không? Nên là xác định với nhau là như vậy. Và bán hàng nó thực tế như thế. Thì trên Facebook là cái kênh mà nó dễ ra đơn đấy, nó rất là dễ ra đơn và nó rất là dễ làm quảng bá. Căn bản là bán câu chuyện. Vâng, câu chuyện này mình thể hiện bằng fanpage được không? Bắt đầu bây giờ mình học marketing là học cái chỗ này. Bây giờ cái fanpage tôi nói anh mình một tốt nữa này. Cái fanpage anh em mình đặt là phụ kiện ABC đấy. Ví dụ như là ông Thắng chẳng hạn, phụ kiện T shop gì đấy. À, chính hãng tại tại đâu ạ? Ví dụ như tại quê của ông, ví dụ quê ông Đà Lạt chẳng hạn, tại Đà Lạt. Thường đặt như vậy. Như vậy tôi đặt một cái fanpage đặt tên của ông luôn, Công Thắng. Làm ra một cái fanpage giống như là một cái nick Facebook cá nhân. Sau đó là tôi lấy cái nick Facebook đó, cái fanpage đó tôi tham gia nhóm. Rồi xong bắt đầu tôi viết ra những cái câu chuyện của mình. Tôi bán. Đây là một tư duy khác biệt. Sau đó tôi chạy quảng cáo. Tôi cảm thấy nó viral hơn rất là nhiều đấy. Nha, cực kỳ viral. Đấy. Còn lại chúng ta cứ bán hàng đơn thuần là bán. Háo hút đi rồi là chất vải cô tông rồi là cái gì, kích cỡ bao nhiêu lúc nào cũng sai hết. Tôi bán, tôi hay nói là tôi bán theo hệ tâm linh đấy, nó hệ tâm linh nó cho vui, nhưng mà tôi bán theo cái hệ tin tưởng. Tôi chẳng bao giờ cần biết sai của nó là gì hết. Tôi không quan trọng, tôi thích bán cái sản phẩm đó tôi bán thôi, tôi không cần hỏi quá kỹ về sản phẩm đấy. Một là chất liệu tốt là tốt, còn ok thì bắt đầu mình vào PR ấy, khách nó cần size gì bắt đầu mình mới lấy, chứ không phải vấn đề là lúc nào sai 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 gì đâu, đúng không? Cái những cái sản phẩm này, sản phẩm gọi là nhìn phát biết bán gì luôn đấy, đúng không? Nhìn mặt biết số nhà rồi, cần quá thì phải hỏi kỹ gì đâu. Kỹ không đó là do mình đây này, bình thường nó biến thành chất lượng nó ở do mình, và nó chất lượng sẵn rồi đấy thì cứ thế một PR thôi chứ cần gì phải hỏi kỹ, đúng không? Nên nhiều anh em mình hỏi quá kỹ về vấn đề mô tả. Mô tả do bản thân mình, đừng có mô tả theo kiểu truyền thống nữa, đúng không? Năm 2022 rồi, sắp đến 2022 rồi đấy. Đừng bao bao giờ mô tả theo kiểu truyền thống. Ở cáp này, bên ngoài bọc cao su, dài 1,5 m. Đó, anh em nào liên hệ, ông bán được tôi đi đầu xuống đất luôn. Đúng không? Chắc năm thỏ 10 thì mới bán được một cái. Cũng không cần thiết. Ông muốn lấy cái cáp để về này qua mấy nghìn này, ông chặt ra cho tôi, ông cầm dao phay, ông chặt đứng đoạn ra, ông dơ vào, ok, cáp tốt, cáp xịn, ông bán được hàng ngay luôn. Bán hàng bây giờ nó không còn, nó gọi là bán hàng phi phi truyền thống rồi, là bán hàng không theo quy luật, đúng không? Không hình nói tốt nữa mà ông phá hoại nhiều khi ông bán được hàng, đúng không? Và ông không bán bằng hình ảnh nữa, ông bán bằng video, ông làm TikTok đây, ông bán, ông làm review, đúng không nào? Đó. Ông không bán bằng cái câu chuyện là thông số kỹ thuật nữa, mà ông bán bằng trải nghiệm khách hàng, đúng không? Có bao giờ ông nhìn thấy cái video hôm mà của VinFast nó nói về vấn đề kỹ thuật không? Hay là nó chỉ cần lướt qua một phát thôi, lướt qua một phát thôi, lên xem YouTube nhìn cái video nó là review, nó làm cái trải nghiệm khách hàng mình muốn mua, chứ không phải vấn đề nói vấn đề kỹ thuật động cơ gì, đúng không ạ? Ở xi lanh bao nhiêu, dung tích bao nhiêu, úi rồi thế thì có mà nói đến cả một ngày thì không biết được đấy, mà vấn đề kỹ thuật ai mua đấy không ạ? Chẳng ai mua đó, mà cứ đi marketing cho vấn đề đấy thì bán hàng kiểu gì được, bản thân mình không thích mà làm sao mà cho khách hàng thích được, đúng không? Thế ông câu chuyện này, ông vẽ một cái câu chuyện nào đấy, ông thằng nào vẽ được câu chuyện hay, thằng đấy thắng ở trong doanh này, đúng không? Nhưng cái bán áo hút đi thì tôi cảm thấy bán cực dễ này, bán áo thun cũng vậy. Đó. Và cái câu chuyện này tôi, đó là câu chuyện có thật của cuộc đời mình. Đó là tôi bán điện thoại, tôi đăng hoài chẳng có đơn đâu. Sau tôi đăng ra là tôi vừa mới mua cái điện thoại đó, mà bây giờ là tôi muốn lên đời. Mà thật sự là tôi muốn lên đời thiệt. Bây giờ anh em nào mà trong nhóm ấy có nhu cầu ấy, thì liên hệ với tôi bán nó rẻ cho. Mà giá không hề rẻ, giá như giá cửa hàng. Nhưng mà người ta thích mua của những người mua lại. Khổ thế, đó là tâm lý của cộng đồng mà tôi phát 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 minh ra một cái cách kinh doanh trên group của hai ta. Đó, sau đó tôi bày lại thắng là ông lấy phụ kiện về, ông giải hết ra một cái tấm vải ấy, tấm thảm, một cái áo gì cũng được, ông chụp lên, ông đặt ra mỗi câu câu chuyện là như này. Ông không tin ông làm đi, tôi chắc chắn là ông ra đơn luôn đấy. Đặt như này, mới dọn phòng đấy, dơ quá mới dọn phòng, thì không ngờ ấy, là phòng tủ của mình ấy, còn nhiều đồ chất lượng quá,
ông nào thích gì tôi bán cái đó, ông ra đơn ngay lập tức luôn. Ừ, dù có nghĩa là câu chuyện là tôi dọn phòng và tôi có khá là nhiều cáp này, cục sạc này, tai nghe này, ông giải ra một cái tấm vải đấy, ông chụp lên, đúng không? Ok. Rồi thậm chí là để bao cao su lên cũng được nữa, để ông kích cần què thì ông để lên trên đấy cũng được. Tiền đô la, tiền đồng hồ hỏng cái gì ông muốn để gì lên đó, ông chụp một cái từ trên xuống, ông nói là ừ mới dọn phòng. Đó là bừa bộn quá, mà bây giờ là anh em thích gì tôi thanh lý. Trời ơi, nó vào nó mua má gì không ra luôn, đúng không? Nó mua cái gì nó cũng mua, đúng không? Thằng nào cũng là còn một cái thôi, còn một cái thôi, nhưng mà trăm thằng mà cũng còn một cái, đúng không? Trăm thằng tao cung cấp được, tao bán mà, đúng không? Còn cái câu chuyện đó là câu chuyện thôi, đúng không? Đó gọi là quảng cáo, đúng không? Quảng cáo là chỗ đó, đúng không? Nó vậy mới cáo chứ, đúng không? Thì mới gọi là quảng, còn không thì gọi gì là quảng cáo, là ông bán hàng truyền thống là ông chết chắc. Ông không có tốt trong kinh doanh, ông không kinh nghiệm là ông chết. Đó, đấy là một vấn đề về tư duy thôi. Cái câu chuyện là như thế nào, nó còn vấn đề về chiến lược. Còn nếu ông muốn bán theo cái cách truyền thống đàng hoàng, tôi và ông cùng bán. Ông và tôi cùng bán với nhau cùng một sản phẩm, là ông bán được tôi không bán được, hoặc là ông chẳng bao bán được nhưng mà tôi bán được rất nhiều. Các bạn là cái câu chuyện bán hàng tôi, khi mà khách hàng tư vấn với tôi á, câu chuyện này câu chuyện có thật mà, trong văn phòng của tôi luôn, hai đứa nhân viên bán tư vấn của một người cùng một lúc, hai đứa quay sang bảo ủa ông này cũng vừa xong bình luận bài em này, ông này cũng vừa bình luận bài chị này, thằng nào là thằng bán được. Sau tôi này là bây giờ là em á, một đứa là nói cao giá lên cho anh đó, rồi là chỉ free ship thôi, đúng không? Đấy, một đứa là em bán cao hẳn luôn, đúng không? Không những free ship mà em còn tặng quà nữa, đẳng cấp đó ở chỗ đó, đúng không? Ông bán bình thường đó, bây giờ tôi bán cái cục sạc, đúng không? Tôi tặng cái cáp gắt như vậy chứ, đúng không? Tôi lấy 149.000, hai cái này giá cốt nó rơi vào khoảng tầm là 90.000 đi, tôi cũng bán trong 50.000. Tôi bán hai sản phẩm nhưng mà tiền lãi của tôi là vẫn là 50, nhưng mà tôi bán hai sản phẩm, tôi tính theo đơn, tôi không tính theo cái. Tư duy bán theo cái là chết, đúng không? Tôi hiểu rằng bán một cái áo hoodie là lời 50.000 ổn, được chưa nào? Nhưng bây giờ bán một cái áo hoodie kèm thêm một cái áo thun vẫn lời 50.000, tôi bán theo đơn, tại vì tôi đâu phải là người ôm hàng, đúng không? Tôi không phải là người ôm hàng nên ra tôi cứ càng nhiều đơn càng nhiều tiền, ngày 10 đơn thôi, mỗi đơn lời 50.000 là có 500.000, tháng 15 củ, quá sướng, làm gì ra, đúng không? Chưa kể là ngày may mắn mấy chục đơn nữa thì đấy là điều rất là đương nhiên, và đấy là chiến lược kinh doanh, đúng không? Đó là chiến lược kinh doanh. Một ông chỉ bán bình thường thôi, còn một ông vừa bán vừa tặng vừa cho, đúng không? Vừa khuyến mãi, đúng không? Nó xài tốt nó quay lại mua thêm, rồi là rủ bạn bè họ hàng hàng hốc họ, đúng không? Tất cả cả xóm nó mua, đúng không? Vậy bán như vậy mới bán mới sướng, đâu phải cứ bán là phải lời cao là bán đâu. Ok, đồng ý là lời cao phải biết cắt nữa. Đấy, mình remarketing lại phát là nó muốn mua liền ngay lập tức, anh em mà mua ầm ầm luôn. Chứ vấn đề là bán là cứ bán bình thường, đúng không? Bán bình thường không bao giờ bán được. Ông làm shop ông càng chết nữa. Vì gì? Mình không bán được, hàng của mình vẫn ở trong kho. Cái được lớn nhất của mình ở cái việc mà không bán được đấy là mình thỏa mãn. Thỏa mãn. Ừ, bố mày đang muốn bán, thẳng thắn với nhau như vậy kiểu thế, đúng không? Là thoải mái, là không cần bán cho nó, nhưng mà cái chết là gì, kho hàng vẫn còn nguyên, đúng không? Hàng vẫn còn nguyên làm gì có tiền, đúng không? Không bán được là không có tiền, đơn thuần là như vậy. Còn lại việc bán bao nhiêu sản phẩm, lời bao nhiêu, đấy là việc của mình. Mà nên giới là mình đâu phải là sản xuất đâu, mình là thằng bán, là thằng khâu cung ứng. Mà đã là thằng khâu cung ứng thì mình cung cấp giá trị do gì ạ, do thị trường. Anh em mình phải được làm kho sỉ, em mình mới biết rằng một cái áo thôi, thậm chí là chỉ có lời mấy trăm đồng thôi. Bạn phải tưởng tượng nhé, sau khi trừ chi phí là chỉ có lời mấy trăm đồng thôi, nhưng mà người ta xuất hàng nghìn cái, và 1.000 cái, vài nghìn cái đấy, lời một ngày mấy chục triệu, để người bán lẻ ra mà bán cùng một cái số lượng đó lời ra, trời ơi. Ví dụ như tôi lấy 1.000 thôi thì chẳng hạn, bỏ xỉ sang ví dụ như là qua chợ Đông Hạnh thôi, chợ ăn đông chẳng hạn, một áo chỉ cần là 1.000, nhưng mà người ta lấy cả chục nghìn áo là cũng khá là ổn rồi, là trừ chi phí cốt ra là chỉ có từng đó lời thôi nha, đó là trừ chi phí vận hành, trừ chi phí nhân sự rồi, chỉ cần lời như vậy thôi. Nhưng anh mình thấy xem nào, ở đây 89k
chưa phải là giá cốt cuối cùng. Mà ông mà tôi nói đấy là bán 249.000 là ông lời gấp 150 lần thằng sản xuất. Tôi lấy là một cái đơn thuần thôi, nó lời mỗi 1.000 một áo thôi, còn các bác bán 249, các bác đúng không, là giá ra cho anh em mình là 100.000, các anh em mình bán là phát là 249 mà 250.000 thì có phải là trừ ra là lời đúng không, lời lên gấp cả 150 lần khủng khiếp như vậy, mà cả ngàn áo thì nó cỡ nào, tiền vài trăm triệu chứ. Nên rõ ràng mình là cái khâu cung ứng này, mình không phải là thằng sản xuất đây, mình không phải là tiết rẻ, vấn đề là ở giữ hàng làm gì, có lời bán, lời bán và gì ạ, mình được là mình được cái khách hàng đó, khách hàng đó thì mình có thể remarketing, nếu mà tốt người ta sẽ quay lại ủng hộ thêm, và bán hàng mình phải dám đối mặt, mình không sợ ngại bảo hành. Nếu mà tôi sợ ngại bảo hành chẳng có bán hàng, sao phải ngại, sao phải sợ va chạm, nó đen lắm đi thì 10 đơn bị 2-3 đơn, mà đen lắm đây thì là hòa vốn. Hòa vốn thì được kinh nghiệm, được cái khách hàng đó và cái sự trải nghiệm tốt, người ta quay lại mua, và đó là cái mà được tôi là được sau này. Chứ không bán hàng mà sợ ấy, sợ thì chẳng bán được người. Thật sự, đúng không? Và bề bán như là vấn đề về đồ công nghệ, anh về hình dung lại xác định bán chiến ấy, là mình xử lý tốt ấy, mình sẽ được nhiều thứ. Mình xử lý không tốt, mình xử lý không khéo ấy, là mình sẽ vừa mất tiền, vừa mất khách hàng. Đấy, vừa tốn thời gian nữa. Nên bây giờ mình được mất là cái nào mình cân nhắc cái sản phẩm. Còn vấn đề về áo đồ các thứ đây, nó là thị trường tỷ đô. Trên kênh marketplace target kiểu gì cho hết được. Tôi chỉ cần 4-5 nick thôi là trời ơi, oanh tạc lắm rồi. Năm hôm lần này đánh chiếm ở cái, đúng không? Tỉnh này mai đánh chiếm ở tỉnh khác, nick xả le từ lưỡi ấy. Tốt mình băm vào hòa hợp, đúng không? Đơn về mầm. Tư vấn hết nổi không? Không hết nổi đâu. Đúng không? Đó. Là mình phải hình dung là như vậy, và kinh doanh và marketing là như vậy, bán bất cứ thứ gì bán câu chuyện chứ không phải bán bằng thông số kỹ thuật đâu, đúng không? Nên hạn chế hỏi cái vấn đề thông số kỹ thuật lên, đơn thuần nó là dùng cho ai, như nào là phù hợp thế thôi. Có lại đó, vẽ ra kiểu gì chẳng được, áo này là áo cao cấp đúng không, áo này là áo vải, áo vải mà cái chất liệu đây là vải, không phải là vải hàng Việt Nam sản xuất đâu, à, hàng ngoại nhập đâu, đúng không ạ? Lào nhập cũng là ngoại nhập rồi, bên ngoài mà, đúng không? Đấy, chất liệu là ngoại nhập đúng không? Đấy, vải thế kiểu vậy, mình nói đúng không? Nói đúng chính xác mà, chẳng sai cái gì, đúng không? Mẫu mã là hot đồ các thứ, mình vẽ được hết, mô tả là vẽ được, quảng cáo là vẽ được, đúng không? Chứ mình nhìn thấy cái chai cái dầu gội đầu ấy nó khác mẹ đâu, nó đủ thứ trên đời ấy, đúng không? Là dưỡng ẩm, dưỡng tóc rồi các kiểu trên đời ấy, nó vẽ được hết. Bản thân nên ra là cái vấn đề mô tả là vấn đề ở trong cây. Cái góc độ của miệng mình cái này, mình cứ tư duy về content mình sẽ bán được hàng. Đó. Ok, và anh mình cảm thấy cái buổi chia sẻ này hay không ạ? Thú vị không ạ? Và có những cái mà anh có thể ứng dụng không ạ? Ứng dụng đấy, chiến mà thực chiến ở chỗ này. Đúng không? Tập trung vào bán hàng. Ok, hay không ạ? Hay mình cho anh Minh một cái lời động viên là tuyệt vời hay như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Đúng không? Bán hàng là như vậy, kinh doanh là như thế. Đúng không? Chúng ta là cứ thụ động quá mà không thành công được. Ok không ạ? Tuyệt vời bạn, comment một cái nào, động viên một cái đúng không? Không ngủ hết rồi á, bỏ bật mic lên, bật cam lên này để nói chuyện này. Đó. Tuyệt vời không? Hay không ạ? Và đây là những cái câu chuyện mà hoàn toàn thực tế và ứng dụng. Đó, ứng dụng hàng ngày luôn ấy, hàng giờ luôn ấy anh em ạ. Chứ không phải là mình nói cho vui đâu. Mà mình là người kinh doanh mà mình đi lên từ đấy á, mình đi lên từ group bán hàng qua nhóm đó. Và vừa sau cái câu chuyện đó Shopee đó, nhưng mà phải qua bài bản như thế. Ông nào muốn học liên hệ admin, học nghiêm túc, làm nghiêm túc thì ra kết quả chắc chắn. Chắc chắn là kết quả nên ra những cái khóa học Shopee đến cả gì ạ, 60 triệu. Bạn admin là kho mà chủ kho là nên nó mà mỗi khóa học 60 triệu. Nó là như vậy. Còn chưa làm tới đâu ấy nhá. Đó, nó chưa xây dựng lên được shop môn ấy, nhưng mà nó khá là ổn rồi. Còn anh em mình hỏi rằng đây là VIP member là gì? VIP member là anh em tham gia có rất là nhiều dạng, đúng không? Nhưng có hai dạng là chủ yếu là mình có thể học cái khóa coaching. Coaching là học cái kiến thức cơ bản về dropship. Em mình đã được nhận một cái giá gọi là giá VIP coaching. Giá tốt hơn giá dropship bình thường. Và chỗ này là em mình tham gia cái team đó là có chi phí đào tạo
và anh admin có cái khóa học cho anh em mình đó là 699k. Đấy, cái ví cái giá của coaching ở ngoài em mình thấy đó, đó ở ngách thời trang này, ngách phụ kiện điện thoại là có giá coaching đó là 699k thôi. Mình sẽ được học vấn đề về dropship này, có những buổi chia sẻ giống như vấn đề về tư duy này, có 6 túc đấy, mua trứng tặng gà đấy, mua cáp tặng cục sạc, mua cáp tặng tai nghe, nó mới khác biệt, mình mới bán được hàng. Mua múc đi tặng cái nón, mình mới bán được hàng. Và cái nón nó phải đội lên trên đầu luôn, nó mới đẳng cấp, đúng không nào? Và thủ thuật là như thế nào, xác định. Tại sao tôi nói rằng đó là trong một cái ngách đó xác định từ 5 đến 10 sản phẩm. 5 đến 10 sản phẩm đó mình tự tin bán, mình hãy lấy nó về. Đây không gọi là nhập hàng mà mình lấy ảnh feedback. Đây này, đây này, đúng không? Ok anh chị, đúng không nào? Đó, mà muốn mua sản phẩm này, muốn sản phẩm kia, đúng không? Đấy, muốn sản phẩm thực tế, đưa lên luôn, đưa điện thoại lên, đúng không? Đưa điện thoại lên một cái, mình chụp luôn một cái feedback. Trời ơi, đẳng cấp nó khác so với một ông bán hàng bình thường. Ông làm sao mà so được, đúng không? Bây giờ đưa lên trên này, đúng không? Đưa lên trên này. Đấy, em muốn, đấy. Em nói thật với các bác luôn là em mới dùng có 2-3 lần thôi. Đấy, em dùng 2-3 lần nữa, ông nào bác nào muốn em share lại luôn, hợp luôn vào cái nhóm của nó viral, tối làm vài chục đơn mai ấm luôn, đúng không? Chứ bán làm gì mà căng, đúng không? Bán gì mệt thế, đúng không? Đấy, và có cầm sản phẩm thật trong tay này, feedback luôn, nó khác. Mà đây nó khác với vấn đề về nhập hàng. Nhập hàng có nghĩa là ông phải nhập từng lô về một series 5-7 cái, và đây là nhập có cái thôi, là mẫu, đúng không? Đó, trong đó dạy những vấn đề này. Đấy, và hình dung của anh em mình hình dung là như thế. Ví dụ áo hoodie vậy thôi, rất là nhiều cái đây. Ví dụ như hoodie chỗ này á, nó rơi vào khoảng đâu nhiều lắm. Đây là vẫn chưa hết lên hết size đâu anh em ạ, nhiều lắm. Hơn 100 mã, đây là hơn 40 cộng với đây nữa là mười mấy nữa, là nó rơi vào khoảng 60 mã hút. Đấy, người áo không? Mỗi cái đây là 100.000 thì bỏ ra 1 triệu, mình không bán được mình mặc luôn, đúng không? Tắt. Nhưng mà mình để đó, mình có ok vải đây, ảnh thật đây, khách hàng người ta chốt đơn ngay, người ta chốt đơn bằng cảm xúc chứ không phải chốt đơn bằng thông số kỹ thuật đâu, chắc chắn, đúng không? Rồi xác định 5-7 cái là lý do, có lý do của nó, và làm cho 5-7 cái đấy nó từ bình thường nó trở thành không bình thường, viết thật mạnh, xoáy thật sâu rồi về content bằng video nữa, xoáy vào, đúng không? Làm nhiều video vào, đúng không? Làm các cái vấn đề về feedback vào, làm các vấn đề về seeding vào, đăng những fanpage đó lấy sử dụng 4-5 nick, đúng không? Bắt đầu vào seeding. Thế nào như vậy thì cái fanpage của ông và fanpage của tôi nó khác nhau, trời ơi, đúng không? Cái fanpage chán ngắt chẳng có like nào, bố em mà dám mua, đúng không? Đồng ý nó không chạy quảng cáo nhưng mà có người người ta muốn thì nó không dám mua. Cho việc cái fanpage được ụp xin đinh hay ta, tốt ta, nó hiệu quả hơn nhiều. Đấy, đúng không? Và bán hàng ở chỗ này. Ok, và ngoài ra thì trong cái quá trình là được về kinh doanh, học về bán hàng, về học về chiến lược, học về các YouTube, tip, thủ thuật, lách các kiểu. Đấy, ví dụ cơ bản làm những vấn đề về marketplace, vấn đề về phục marketing, vấn đề về tư vấn khách hàng, nhận cái giá tốt. Còn một cái nữa là VIP chuyên ngách có tức là ông lựa chọn cho admin cái ngách phụ kiện thôi hoặc là ngách thời trang thôi. Hiện tại thì admin đang đập mạnh cái ngách thời trang, tại vì ngách thời trang có 3 ngách thời trang. Ngách thời trang mà hoodie, áo thun, này, áo trẻ em, này, phụ kiện đấy là một cái kho ở trong quận Tân Bình. Còn một ngách nữa là ngách hot trend, một ngách nữa là thời trang cao cấp. Đó là 3 ngách nữa. Thì 3 ngách này là đủ để admin có một cái volume lớn. Đúng không ạ? Học viện như học coaching này là kiểu như này này. Admin hồi hình dung này, cái câu hỏi là như này này. Học tới khi nào mình ra đơn thôi, học bằng khi nào anh mình cảm thấy hiểu vấn đề thì thôi, đúng không ạ? Và trong đấy là Forry là shopbot 24/7, 1-2 giờ sáng mình nhắn tin trong đấy có người trả lời, admin là người trả lời trực tiếp này, các bạn mốt là người trả lời trực tiếp này, toàn những người, đúng không? Anh mình cảm thấy vào trong đây cảm thấy tinh thần, đúng không ạ? Có vực dậy tinh thần, đúng không ạ? Mùa dịch nó đã, đúng không ạ? Ảm đạm rồi, đúng không? Mà bây giờ vào trong đây buồn nữa, trời, bán hàng mà buồn, đúng không? Kinh doanh mà buồn nữa thì thôi thất bại. Vào đây anh mình cảm thấy như nào ạ? Trong buổi Zoom này và buổi đào tạo này mình cảm thấy như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Cảm thấy phấn khởi không ạ? Đó, vui không ạ? Ok, cảm ơn Hiền này. Đấy, cảm thấy như thế nào? Tất cả mọi người bình luận xem mà.
đúng không ạ? Đấy, còn nhiều, Dung còn nhiều lắm, đúng không ạ? Nên ra cái vấn đề về đào tạo bao lâu ấy, thì một cái câu trả lời này là rất là dài, cho tới khi mà anh mình làm được, cho tới khi mình chán, anh mình muốn đổi nghề thôi. Còn quan điểm tôi ấy là 1 năm nữa anh em mình ấy, tôi vẫn đam mê kinh doanh lắm. Tôi làm 6 năm rồi nhưng mà tôi vẫn kinh doanh đam mê lắm, đúng không ạ? Đấy, và khi nào mà tôi không còn support nữa, không còn kinh doanh nữa, tôi mới mình support. Còn tới khi nào á mà còn kinh doanh, còn làm, đúng không ạ, là mình sẽ được. Còn cái gì có một cái lộ trình nó thì bèo nhất các bạn support được khoảng tầm 2-3 tuần, đúng không? Còn lại trong cái nhóm đó là thảo luận liên tục, cứ có Zoom này mình sẽ cho anh mình link như này để vào để ngồi nghe, nghe đi nghe lại, nghe tới khi nào học làm được thôi, làm chán chê mê mỏi đúng không, làm được thì thôi và ứng dụng được. Cái vấn đề này học là lúc nào thấy hăng say lắm, nhưng á hãy bỏ cuộc giữa chừng, đúng không? Tôi nói thật mấy ông luôn là ông hăng lắm nhưng mà chẳng mấy ông mà đến đến cuối cùng ở đâu, cái gì cũng khó hết, làm gì có gì dễ, đúng không? Chúng ta xác định làm công ăn lương là từ 20 tuổi đi, đúng không? Ông nào mà học xong đại học có 21, 22 cho đến hơn 50, và bây giờ chỉ thị mới là sắp sửa là 60 tuổi mới được nghỉ hưu, bèo nhất là 57 tuổi đi đó, và ông nghỉ hưu non là cho là 50 đi, là ông cũng cống hiến, đúng không? 52 đi, nếu đối với nam thì chắc bèo phải 5 năm đi cho nó tròn, ông phải hơn 30 năm ông làm công ăn lương. Khó không? Khó lâu không? Vãi trời lâu luôn. Còn làm kinh doanh này á là chúng ta làm thoải mái mà, có thể 3 năm thôi thành công thật sự đó. Chúng ta có tập trung nổi không? Học cái này mình phải nhìn nhận ra được là mình học cái này mình ứng dụng vào đâu nữa. Ngày hôm kia thì một học viên của admin là một người học cực kỳ tất cả các khóa học, đổ tiền với admin khá là nhiều và thành công trong dropship, và admin gặp rất là nhiều vấn đề đó, và admin ở trong forum không mời cộng đồng đó, và ở trong đó là có rất là nhiều anh em ở ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là chủ shop chủ xưởng rất là nhiều, có cơ hội rất là lớn, và bạn đã chuyển sang, đúng không, từ vấn đề kỹ năng tư vấn, một trong những mốt, đúng không, ở của trong Fori này vừa chốt được 2 căn nhà ở ngoài Hà Nội trong mùa dịch này, và bạn biết là cái số lượng hoa hồng nó phải đến từ 100 triệu rồi, và tư duy kinh doanh nó ứng dụng với sản phẩm, nó tạo thành gì ạ, thời thế, nó tạo thành cơ hội, nó tạo thành gì ạ, thành công. Chứ hội đơn thuần chúng ta học bán cái áo, bán cái ví hay bán cái cáp này bao giờ mới giàu, mình phải làm tư duy là mình học bắt đầu từ cái nhỏ để mình làm những cái lớn đó, làm dropship đúng không, sau đó là qua làm bất động sản đúng không, bất động sản này cũng chỉ là hình thức cộng tác viên thôi chứ không phải là chuyên viên gì hết, mới qua đây thôi chứ mới được 3 tuần đấy, rất là nhẹ nhàng thôi cũng có kết quả. Thì cái vấn đề em đang muốn nói là chúng ta hay bỏ cuộc giữa chừng mà không hiểu vấn đề tư duy, nắm marketing trong tay, nắm cái quá trình tư vấn trong tay, nắm chiến lược trong tay ấy. Cái vấn đề của chúng ta là bắt đầu với những cái sản phẩm cơ bản dễ dàng, trong tương lai xa chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm nó cao cấp hơn, nó được lãi nhiều hơn, nó tuyệt vời hơn, đó mới là cái tinh thần của người học, và bản thân tôi cũng như vậy đúng không, chứ chẳng lẽ tôi bán cái này cả đời, tôi nghĩ là không, đến một lúc nào đó tôi cũng phải chuyển ra những cái mà sale ví dụ bất động sản hoặc là ô tô hoặc là những cái cao cấp hơn. Cái vấn đề này em hiểu hình dung là như vậy, nhưng mà trong cái thời cuộc này chúng ta kinh nghiệm đâu ra mà làm với cái đó đó. Và bạn kia là tham gia với admin là đến nay là 1 năm rưỡi rồi, học rất là tốt, học tất cả những khóa học luôn đúng không, tôi rất là tư duy, và bỏ lương kỹ sư Nhật cũng 1.000 đô đấy đúng không ạ, 1.000 đô là về làm dropship chuyên nghiệp, sau đó là có cái cơ hội là cũng một bạn cũng học viên trong công thức thành công, khóa công thức thành công là khóa về phễu marketing và phễu marketing và digital cơ bản cực kỳ hay, khóa công thức thành công nhá, gõ trên Google công thức thành công cứ đào ra top 1 đó. Đó hay là khóa công thức thành công của Google ấy. Là trưởng phòng của cái công ty bất động sản đó vào học phễu marketing, học digital marketing, tại vì marketing trong bất động sản không thể phải không có ngầu đâu, họ không biết làm marketing, họ không biết phễu, còn bản thân admin là người đào tạo và làm các vấn đề về digital về phễu này không có ứng dụng cho vấn đề bất động sản, có khi họ làm được cái gì, trời Tết năm ngoái là họ được 5-7 căn đấy, nhắn tin cảm ơn admin rất là nhiều,
thì cùng ở Hà Nội luôn thì có cái cơ hội trong nhóm, mà trong nhóm đó thì connect với nhau, gặp nhau ngoài đời thật. Ở trong Foreign này không những là học mà còn là cái cơ hội để mình có thể gặp nhau là bạn bè ở ngoài nữa đấy. Mình bình thường là hàng năm là hay đi Sài Gòn, đi Hà Nội đấy, hay là đi Đà Nẵng, thì em mình nếu mà ở các tỉnh đấy thì vô có thể chúng ta sẽ gặp nhau được, hay là từ tỉnh về đổ lại đấy thì mình mở một các tổ chức họp. Thì Foreign là một cái nơi để chúng ta kết bạn giao lưu, không những là cơ hội kinh doanh, không những là vấn đề về học marketing này, đúng không? Và trong đấy thì mình hay tương tác chia sẻ, mình nói chuyện qua lại thì mới có mối quan hệ, và mối quan hệ là tiền, ví dụ là như vậy. Và chỗ này để nói rằng đó là chúng ta nói rằng là nó khó quá, nói rằng là tốn thời gian quá. Khó nhất là đi làm thuê, tốn thời gian nhất là đi làm công, làm cả đời, còn làm kinh doanh này thật dễ luôn. Đó là tôi làm mấy năm đầu cũng không được gì, đầu tư rất là nhiều không được gì nhiều, tại vì thiếu năng lực quản lý, thiếu con người vận hành. Mình tư duy rất tốt, mình phân tích thị trường rất là tốt, có thành công cơ bản nhưng mà không thể nào bộc phát được, nó bị bó buộc, tại vì mình không đủ thực lực toàn bộ mọi thứ. Mình quán xuyến, mình chỉ có một cái lòng đam mê nhiệt huyết thôi, nó không đủ để thành công. Mọi người hình dung là như vậy, nên ra là không thành công. Mà không thành công thì không thể nói là chưa thể nói là thất bại, nhưng mà đối với quan điểm là không thành công thì gọi là thất bại đi, thì những năm đầu cũng không được gì hết. Chúng ta xác định nhau như vậy, không, mình đi làm thuê mình làm công, đúng không? Không gì nó khó bằng đi làm công mà, đúng không? Không nào mà lâu bằng đi làm thuê mà, nó rõ ràng là như vậy. Còn nếu trong kinh doanh này chúng ta chỉ cần bỏ mấy năm học nghiêm túc làm, sau đó là học từ cái cơ bản, sau đó lại để có một ước mơ chứ, đó mới là giấc mơ, đúng không? Và những cái vấn đề mà ngày hôm nay đó là những vấn đề thực chiến thật sự, thực chiến thực sự. Nói anh em mình biết là như vậy, để gì chúng ta xác định với nhau là mình phải lâu dài theo được nó, mình phải theo được nghề. Và chúng ta không đi lại, chúng ta chỉ nghe kiểu như massage não như thế này thì mấy miếng mình cũng xỉu xuống à. Tại vì bản thân mình không phải là thánh thần Phật, nên ra là anh em mình bị chi phối rất là nhiều về công việc, về gia đình, về vợ con, về đồng tiền, về mối quan hệ xã hội, bạn bè, tình cảm, yêu đương. Ông lớn thì có cái nỗi lo của ông lớn, ông nhỏ thì có lo của ông nhỏ, lúc nào cũng vậy hết. Nên ra là chúng ta bị chi phối, là chúng ta mất lòng tin. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, đúng không? Là một người cực kỳ năng lượng đấy, tràn đầy đấy, nhưng mà đôi khi mình cũng bị mệt chứ. Mình cũng 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 có những cái lúc mà mình phải 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 yếu đuối chứ. Và anh em mình cũng vậy thôi, hừng hực được 3 4 hôm rồi sau đó là dập tắt luôn, nó tiếc trong cái công mà mình học. Nhưng mà nó vẫn được, là được những cái tư duy và mình nhìn nhận các vấn đề nó tự nhiên trở nên thấu đáo hơn nếu mà khi mà làm kinh doanh. Nên ra là mấy ông mà làm kinh doanh nhiều, người ta gọi là đúng không, sói hay gọi là cáo là vậy, tại vì rất là hiểu vấn đề về tâm lý thị trường, tâm lý khách hàng đó, về chiến lược kinh doanh và đối nhân xử thế rất là khéo léo đó. Thì vẫn có những cái kinh nghiệm đấy, ví dụ như vậy thì mình học được rất là nhiều trong cái quá trình kinh doanh, chứ không phải là đơn thuần là chỉ là tiền, chỉ là bán hàng đó. Nhưng mà chỗ ngoài này là muốn nhắc lại là 100 ông làm mới được vài chục ông là làm tới cùng, là cùng. Nhưng trong buổi Zoom này cũng vậy, ban đầu vào phải gần 40 đúng không, bây giờ có bao nhiêu đâu, rơi rụng hết đủ. Nó có lý do em bận quá đúng không, gia đình ngủ sớm, con nhỏ, đó là những vấn đề bị chi phối. Những vấn đề chi phối đấy mà mình không vượt qua được cái sức cản đó thì mình sẽ bị nó kéo luôn, không 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 làm kinh doanh được. Mình rõ ràng là như vậy, đúng không? Còn ông nào mà trẻ trẻ thì cũng không bị gì chi phối, nhưng mà yêu đương đúng không, 3 4 hôm chia tay đúng không, chia tay mệt quá chán nản, xong rồi lại cũng theo cuộc đời thôi. Nó là như vậy đó, lúc nào nó là như vậy hết, xác định là như thế. Còn nên ra là khó hay là không theo đuổi được thì đấy là điều đáng tiếc, quan điểm tôi là đáng tiếc, tiếc cái công sức của mình làm đấy. Và mình làm theo đuổi được thì mình sẽ thành công đấy. Thì trong luyện như là quá trình tin là như vậy, còn quá trình VIP mà chuyên ngách là tất cả những kiến thức mang tính chất nền tảng ấy, được phổ biến vào trong marketing một ngách đó, hình ảnh ra làm sao, content ra làm sao, kênh như thế nào, chiến lược làm sao, đúng không? Rồi là có giá tốt, giá cả, ví dụ như là chuyên ngách là nó, ví dụ như là nó còn tốt hơn cả, ví dụ như là VIP coaching nhá là giá cực kỳ tốt rồi, VIP chuyên ngách là chuyên sâu luôn,
thì cái khóa này là mình hiện tại đang có trình ở 3.999.000 4 triệu đấy, là anh mình sẽ được nhận cái giá đó, là giá đó là đủ anh em mình cân toàn bộ thị trường, Shopee cũng cân được, rồi là tuyển được cộng tác viên cho chính bản thân mình luôn. Có một cái mà tôi chưa nói nãy giờ đó là mình bán tốt rồi, ok, mình hướng dẫn thằng khác bán cho mình, chia 50% lợi nhuận cho nó, đúng không? Mặc dù là mô hình dropship nhưng mà mình vẫn là thằng làm chủ. Và thực tế rằng là trước đây là có một bạn là Duy Thắng, đúng không? Ngô Duy Thắng cực kỳ giỏi, làm trong ngân hàng đấy, đúng không? Là ông ấy sở hữu khoảng tầm 20 cộng tác viên, lọc phễu bởi 200 người, sau đó là chọn được đúng 20 người thôi, là một tháng là 2-3 nghìn đơn, không phải bán một sản phẩm của Forex mà bán những sản phẩm khác nữa. Tâm sự ở trong này có một số anh em mình thời mà trước anh em mình rất là lâu, một năm về trước, là lúc đó là cũng là đợt dịch Covid một thôi, đúng không? Trước dịch Covid đã vào rồi, đó là siêu phẩm đấy, đúng không? Đó là rất là tuyệt vời, cũng không có nhập hàng hết, đó là tư duy thôi đó. Và mình làm được thì mình nhân bản lên cho người khác, và hoàn toàn mình có thể đào tạo và quản trị một đội nhóm, bán mình bán được rồi, đội nhóm mình bán được, đúng không? Chia theo vấn đề về đối tượng khách hàng đó, trong kinh doanh ấy gồm bán sỉ, bán lẻ và bán qua cộng tác viên. Dù bán qua hình thức nào đi chăng nữa mình vẫn là lợi nhuận rất là tốt, đúng không? Bán lẻ thì lợi nhuận cao rồi, bán sỉ thì lợi nhuận không nhiều nhưng mà đoán được số lượng lớn. Bán qua cộng tác viên thì sao ạ? Bán qua cộng tác viên thì mình quản trị đội nhóm tốt, mình học cái cách marketing tốt, mình hướng dẫn đội nhóm tốt thì mình sẽ đạt được rất là nhiều kết quả, đúng chưa? Và luôn luôn là đây là tư duy, là cái hướng đi thôi, kênh là như vậy, đúng không nào? Cách bán hàng là mình làm được rồi đấy. Ở trong Forex là cái quan điểm là tại vì sao tồn tại được, tại vì nó đi từ tính thực tế đi lên. Có một cái chân lý ở trong Forex mà tất cả anh em mình ở trong digital team ấy, từ viết bài bờ lên ấy, hoặc là quá trình team mà được tham gia nhiều Zoom ấy, thì cũng hình dung là bản thân là như này, mình phải làm được cho mình trước, sau đó mình làm được cho người khác, rồi mình đào tạo được người khác, đúng không? Còn lại biết là tôi mà không làm được, tôi lên đây tôi nói ai nghe, chẳng ai nghe hết, và không có sự thuyết phục. Mặc dù có sự thuyết phục vậy, đúng không, thì tôi không thể làm được cho người khác, tại vì tôi chém gió. Mà bản thân nếu mà bạn thực tế á, bạn làm được cho mình, bạn hoàn toàn có thể làm được cho người khác. Rồi và cuối cùng là đào tạo được người khác làm được giống như mình, để tạo cái giá trị cho cộng đồng, giá trị cho thị trường, giá trị cho những người, lan tỏa cái sức mạnh của mình cho những người khác nữa. Đó mới là điều tuyệt vời. Và trong Forex đang áp dụng chuyên sâu cái chân lý này, cái cốt lõi này. Và có những người như là Phượng, những người như chị Chi, những người như là Thắng, đấy, những người như là Hải Quách đang được admin đào tạo trong special team, tức là anh em mình tham gia đội nhóm cao cấp từ VIP member trở lên. Đấy, không phải quá trình nhá, quá trình là một tầng rất là bình thường để mình học lên cao hơn đó. Và mình lộ trình là qua VIP chuyên ngách. VIP chuyên ngách thì được chấm lên digital, digital thì chấm chọn vào special, và trong special là được học cái cách vận hành như thế này. Như thế này là như thế nào? Là cái cách mà ngồi ở đây để nói chuyện cho những người khác nghe. Và bản thân buộc mình phải học hết còn gì nữa, buộc mình phải thấu hiểu còn gì nữa, buộc mình phải làm được còn gì nữa. Nếu không làm được sao mà nói được, không có gì để nói, đúng không? Không đúng chuyên môn thì sao mà nói được, đúng không? Mà muốn như vậy thì mình phải học rất là nhiều, mình phải từng bước một đi lên, mình thấu hiểu thị trường. Đâu phải là một ngày, hai ngày đâu, có thể là vài tháng, có thể là vài năm, đúng không? Nhưng mà cuối cùng đi chăng nữa ấy, thì cái thành công cuối cùng ấy là của ai, của mình thôi. Đâu có học do vợ đâu, đúng không? Cũng đâu có học cho bố mẹ gì đâu, học cho mình mà. Và kinh doanh mình thành công đấy là người khác được nhờ, nên nhớ là như vậy. Nhưng mà cái kinh nghiệm, cái thất bại hay là thành công, cái kinh nghiệm nó cũng ở mình cả, rõ ràng đó. Và những anh em mà đang tạo ra những nhóm vệ tinh là lan tỏa cái sức mạnh ra thị trường, lan tỏa những cái điều mà mình được biết. Đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay các bạn nghe được cái gì đó mà bạn có thể ứng dụng được, bạn ứng dụng thành công rất là tốt, còn ứng dụng tốt hơn cả tôi. Và sau này đến một cái đội nhóm của bạn, bạn sẽ hướng dẫn lại người ta cái cách mà tôi hướng dẫn bạn,
đó là điều tuyệt vời đó. Ở trong Fori giá trị là chỗ này, giá trị ở chỗ này là giá trị nền, giá trị cốt lõi, mà tôi mong muốn xây dựng với cộng đồng như vậy. Sản phẩm thì không thiếu, sản phẩm thì thực tế là không 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 thiếu đâu. Em mình đang kiếm thêm các cái ngách về gia dụng nhưng mà chưa hài lòng lắm, chưa hài lòng lắm về chất lượng của các thứ, về test chính bản thân mình, test mình cảm thấy ok dễ bán này, về test này mình cảm thấy ok ổn này, mới đưa vào trong hệ thống để cho em mình bán. Nên trong này mình chỉ phải tập trung học marketing, học kinh doanh, còn lại sản phẩm admin sẽ kiếm, và admin kiếm ấy, là nó sẽ chuẩn. Thì đúng không ạ? Trong network, trong cộng đồng là chỗ này, chứ không phải là đi lang thang đi kiếm rồi là bị scam. Rồi tôi sớm muộn thì các ông bị scam vài lần thì ông sẽ hiểu là vấn đề là trong thị trường có những thằng kiếm tiền rất là dễ, tạo ra những cái mà chẳng phải của nó. À ok tuyệt vời. Đấy, nói không tin đúng không ạ? Nó không nghe đây, ông này bị rồi này. Đúng không? Ông này bị rồi thì đấy. Bị scam như thế nào? Nó kể cho mọi người nghe xem mà. Đó này, ra nhiều khi tôi nói anh em không tin, có dẫn chứng thực thì nó chính xác hơn. Đó, rồi cứ lang thang bị scam vài lần là mình mới hiểu được là cần một cái cộng đồng tốt. Hai nữa là vào những cái cộng đồng nó chẳng nói gì hết, nó chẳng dạy gì hết, kệ muốn làm gì làm, bán được thôi, chán không có động lực làm, đúng không? Và do vậy mình phải tham gia những cái nhóm mà trong đó mình được học nhiều. Nên trong Forum mà admin đào tạo là chưa có ai ý kiến là thất vọng hết. Cái được nhiều nhất là được cho anh em mình thôi đó, tại vì cái cơ hội anh mình gặp nhau là có duyên lắm rồi, biết bao nhiêu người ngoài kia. Tôi ví dụ như hôm nay tôi Zoom ấy, tôi không đưa ở trong nhóm Fori đâu, admin có cực kỳ nhiều cộng đồng đúng không ạ? Đấy, tôi chịu cộng đồng, và cái hôm nay buổi Zoom này không có chia sẻ cho đội nhóm của anh mình thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ gặp được nhau, có thật đúng không? Tôi đưa vào trong những nhóm thì ví dụ như là nguồn hàng dropship Shopee, tôi nói về vấn đề về nguồn hàng, tôi nói về vấn đề cũng kinh doanh, nhưng mà chúng ta sẽ không gặp trong buổi này. Nên trong có những cái duyên và chúng ta tăng trưởng nó thì nó sẽ tốt, nó phát triển được, đúng không? Anh em mình có thể là đôi lúc là một số cái nhóm mà thấy tôi dùng nhưng mà ở mấy nhóm khác tôi không thấy tôi đâu, chẳng thấy bao giờ thấy thấy dùng, đúng không nè? Đấy, có một số cái thì tôi vẫn dùng nhưng mà anh mình không vào, anh mình bận không gặp được. Đấy. À. Cái vấn đề này của admin ấy là cái vấn đề ở trong Fori là các cái ngách mà tôi đang làm bây giờ tôi gần như là giá xỉ sát phạt được, đúng không? Còn lại là tùy em mình đó, cảm thấy phù hợp thì làm, không phù hợp thì thôi, chứ không 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 phải là bán lẻ gì đâu, đúng không? Bán này là bán xỉ luôn đó. Và ở đây có nhiều anh mình bán xỉ được chứ không phải bán một mình hết đi, đúng không? Còn lại những cái ngách mà anh mình cảm thấy không không tốt, tôi nói luôn mà, cái ngách này nếu như mà có nhiều chỗ nó tốt hơn thì anh em mình cứ đi kiếm chỗ khác thoải mái, đúng không? Chứ đừng có nói để anh em mình sao động, đừng có nói là ừ cái bên Fori này bán cái này mắc quá, tôi nói thẳng luôn mà cái này mắc anh em mình có thể bán hoặc không, chứ không tôi không có che là ừ cái này là tôi như vậy không có giải thích, đúng không? Tại vì ông bán nhiều ông sẽ biết được là tại sao nó lại mắc, đúng không? Ai chẳng muốn bán được nhiều, đúng không? Bán được nhiều tôi bán được nhiều, ví dụ vậy. Mà ví dụ như là hay so sánh cái chỗ này chỗ kia thì ok qua đó để làm. Còn lại một số anh em mình làm cùng một hệ sinh thái ấy, nó quen rồi mà mình bán được rất là nhiều đó, và mình tập trung được thì mình làm, nó không chênh lệch bao nhiêu, thà mà chênh lệch tiền trăm tiền triệu cơ, chênh lệch vài nghìn hoặc là vài chục, đúng không? Vài chục, có những cái vài chục nhưng mà nó không đáng kể so với tỷ lệ lợi nhuận. Ok ổn thì vẫn chiến, đúng không? Tỷ lệ rủi ro thấp, ok chiến thôi, mình hình dung là như vậy nhá. Còn lại là quan điểm tôi là rõ ràng thực tế, mình không học được cái này học được cái kia, đúng không? Trong Fori là như vậy, ở trong đây là không phải là new buy. Mà hồi xa hồi vừa xong admin hỏi là anh em mình có kinh nghiệm làm kinh doanh chưa hay là anh mình là new buy, thì có một số anh em đã làm kinh doanh rồi và anh mình sẽ hiểu. Và trong Fori cũng vậy, có những anh em mà học viên của admin cũng là chủ shop chủ doanh nghiệp, người mà học viên lớn nhất của admin đúng không là cũng 40 tuổi, đúng không nào? Rất là cao đấy, thậm chí hơn mình cả con giáp, đúng không? Rất là lớn tuổi. Còn những anh em thì cũng là chủ shop lớn, chủ xưởng, chủ kho và chủ công ty luôn, tiền nhiều hơn mình nhưng mà họ vẫn vào đây họ học. Nên ra là
là trong đây ấy, là mình học nhau nhiều và có cái cơ hội kết nối. Như cái câu chuyện vừa xong nữa là bạn ấy làm dropship, sau đó là quen một cái bạn đấy cũng là học viên ở trong này, cũng là trưởng phòng ở trong bất động sản công ty Phố Xanh ấy. Anh có thể lên Google kiếm trên ở Hà Nội Phố Xanh hoặc là Kho Nhà Thật Phố Xanh Group đó. Thì connect với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, gặp gỡ như nào đấy thì qua làm bán được. Thì là đây là một cái cơ hội kết nối nữa, chứ không phải đơn thuần là chỉ là bán hàng. Đúng không? Và chúng ta học với nhau nhiều, chứ không đơn thuần là cứ bán tiền tiền. Các bạn này như này, không bán sản phẩm này thì mình bày anh em làm affiliate, affiliate nước ngoài chứ không phải làm accessory vớ vẩn, đầy tiền, đúng là thật, đúng không? Chẳng qua bây giờ cái affiliate các bạn cần phải có trình về marketing, đó phải có hiểu về Facebook marketing và hiểu về digital marketing để mình chơi luôn kênh nước ngoài luôn, làm Instagram để mình làm ví dụ như Clickbank hoặc là mình spam một group vào các cái cộng đồng global ấy, đúng không, quốc tế á, để mình chơi content bằng tiếng Anh luôn đó, và mình mới ra được đơn thì nó rất là khó, là ngoài phạm vi và nó tốn thời gian, nó có cái gì cũng phải tốn thời gian hết. Còn lại cái như mà hôm nay em mình chia sẻ này này, nó trực quan đúng không ạ, vô cùng trực quan, cáp về ông bán cho ngàn người gì đâu khó, không hề khó ngàn người. Việt Nam là hơn 60 triệu người sử dụng Facebook, có hơn 70 triệu người sử dụng điện thoại ấy. Nhiều lắm luôn đấy, đúng không? Một trong những quốc gia mà công nghệ đứng top mà, top 10 đấy. Vấn đề về công nghệ 3G đi con ấy, là ở Việt Nam ấy, đúng không? Theo các cái tạp chí thống kê là top thế giới đấy. Mình là trong những quốc gia mà có nền công nghệ tốt đấy các bạn ạ. Nên là cái tỷ lệ người có điện thoại đấy, bố mẹ mình có hết rồi, chứ không phải giống như là 3 năm trước mình nói là có thể là bố mẹ mình đang sử dụng những cái gì ạ, những cái điện thoại cục gạch, nhưng mà bây giờ các cụ lại biết gì ạ, lướt gì ạ, lướt Facebook, lướt gì ạ, lướt YouTube, đặt hàng online nữa, còn đặt gớm mặt luôn, đúng không, đặt nhiều luôn, đúng không? Ngày xưa thì chửi mình chơi game, bây giờ thì còn chơi game nhiều hơn mình, rõ ràng luôn. Đấy là cái thực trạng, đúng không? Các cụ làm bây giờ còn đắt, còn hơn cả mình bán hàng online luôn, đúng không? Bán hàng online live stream luôn, đắt, đúng không? 60 tuổi live stream bán hàng, bán được luôn, uy tín, tại vì uy tín bán được đấy đấy. Nên cái thời thế nó thay đổi rồi, và những cái như thế này rất là trực quan, dễ bán. Những cái như thế này ai hóc đồ cũng dễ bán, đúng không? Và tính những cái dễ như này mình làm mà còn chưa giàu nữa, mình làm sao mà làm cái khác cao cấp hơn được. Bây mình làm tốt đi, làm thật là xuất sắc đi, sau đó mình làm cái cao cấp hơn, có những cái cùng loại nhưng mà ở một cái khác cao cấp hơn, có những câu chuyện tốt hơn, đúng không nào? Và mình từng bước mình lên một, ai cũng học, đúng không ạ? Học bò, đúng không ạ? Mới học chạy chứ không phải làm phát được chạy bầm này. Đó, và mình xác định với nhau là như vậy, và tinh thần là như thế thì chúng ta mới làm việc mới thành công được. Và chỗ này là trong buổi chia sẻ này, đúng không ạ? Và ok, và ok, Phượng có online không? Có thể chia sẻ một số vấn đề cho anh em ở trong nhóm này không nào? Đúng không? Hay là Thắng muốn chia sẻ gì không Thắng ơi? Hay chị Chi muốn chia sẻ gì không? Mình nghe một số anh em chia sẻ. Hải Quách muốn chia sẻ gì không nào? Đây, những các bạn trong này là những cái thế hệ mà là người truyền lửa trong Forex tiếp theo đấy. Và admin muốn là chia sẻ các cái job về giá cả đấy. Anh mình tham gia với em mình phải học, chứ có giá tốt cũng không thể làm gì. Đúng không? Anh mình ký quỹ có giá tốt cũng chẳng để làm gì, đâu biết marketing. Còn trong đây admin là có giá tốt, có marketing dạy cho anh em mình luôn. Đó là nên đầu tư ở bản thân, không có khuyên cũng không có kéo. Ông nào thích thì nghiên cứu, cảm thấy ok, cân đối về ngân sách, cân đối về các cái vấn đề ở trong forum có gì hỏi admin thì mình triển khai, có lại không thì đây vẫn học bình thường, vẫn làm bình thường, giá vẫn ổn, không có gì, đúng không ạ? Đấy, nếu mà bán được nhiều thì sẽ được deal giá tốt hơn nữa, còn lại thì chúng ta cứ nghiên cứu thôi. Ok, Thắng muốn chia sẻ hả? Ok, chào anh em nhé. Thì đang ở cơ quan nên bắt nào nó không được đẹp lắm. Okay. Thì trước khi chia sẻ cho mọi người thì giới thiệu sơ qua đây. Thì mình tên là Nguyễn Thắng. Thì tôi tên là Nguyễn Thắng, xưng tôi đi cho dễ. Thì tôi thì tham gia Forex Center thì cũng khá là lâu rồi. Cũng 2 năm rồi đó. Cũng là một thành viên rất là kỳ cựu và cũng là mod của Forex Center. Là người kiểu như dưới quyền của admin có một số cái chức trách nhiệm vụ ở trong Forex Center, như là điều hành một số nhóm,
Đó, như hiện tại là Thắng đang điều hành một số cái nhóm mà liên quan đến dropship về phụ kiện điện thoại. Thì đó là sơ qua về cái profile. Thì cơ bản thì Thắng là công chức của nhà nước, thì cái nghề online thì cái nghề tay trái thôi, đó là nghề tay trái thì giúp mình kiếm thêm được cái thu nhập. Thì với lại mình cũng có đam mê với việc mà hồi trước là đam mê với kinh doanh online, thì hiện tại rồi chào bạn nhé. Rồi thì hiện tại thì cũng có một số dự án liên quan đến cộng đồng, thì cũng chủ yếu thì liên quan đến cái việc kinh doanh thôi, tại kinh doanh là nền tảng mà. Thì hầu hết tất cả những ai mà thành công ở trong cái lĩnh vực kinh doanh đó, thì ít nhất họ đều là từ kinh doanh sản phẩm chứ, sản phẩm vật chất. Thực tế là vậy, vật chất là những cái sản phẩm số gì, nói chung là phải biết bán hàng. Đó là kỹ năng mà những cái người mà làm kinh doanh phải có. Thì nãy giờ em mình chia sẻ khá nhiều về cái vấn đề tư duy về chúng ta bán hàng, và cái dropshipping thì cơ bản nó chỉ là cái cớ của cái việc kinh doanh online thôi. Thì mọi người phải nhìn nhận rõ được là ở trong Forex Center họ mình sẽ có được những gì. Đó là cái mà lợi ích trước mắt, tại vì con người ta khi đến với nhau thì hầu hết là sẽ là đưa cái lợi ích lên đầu, và chúng ta cùng gọi là cùng ngồi lại và cùng suy ngẫm, ừ cái lợi ích ở trong đây là gì. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có được nguồn hàng là cái đầu tiên, và chưa nói đến cái việc mắc hay rẻ nha, tại vì Thắng lát nữa sẽ có nói sơ về cái vấn đề về giá cả cho mọi người. Cái thứ hai chúng ta sẽ được kiến thức, cái thứ ba chúng ta sẽ được kinh nghiệm, tại vì trong Body Center có rất là nhiều kinh nghiệm, như tôi về admin có rất là nhiều chứ không phải là một đâu, và sẵn sàng chia sẻ cho mọi người 24 trên 7, và điều này là điều thực tế luôn, chỉ cần mọi người chịu mở lời thôi thì đội ngũ sẽ giúp đỡ support nhiệt tình. Đó là cái lợi ích mà chúng ta sẽ đến với Forex Center mà sẽ có, và chúng ta cần phải cân nhắc kỹ khi tham gia bất cứ một cái team nào, kể cả Forex Center hay kể những team khác, thì chúng ta cần phải biết được là cân nhắc được là cái lợi ích của chúng ta đúng không? Thì các bạn làm cái gì thì cũng phải có lợi ích, thì nãy Thắng cũng đã nói rồi, thì đây là cái giá trị Forex Center mang lại cho các bạn. Thì chúng ta cần phải nắm bắt được và để hiểu thấu hiểu nhau hơn, và trong con đường kinh doanh chúng ta sẽ còn va chạm nhau nhiều, và cái vấn đề thấu hiểu thì sẽ rất là dễ làm việc. Thì các bạn ở trong đây có rất là nhiều bạn mới và chưa từng kinh doanh, hoặc đã kinh doanh nhưng chưa có hiệu quả, thì Forex Center cơ bản sẽ cho các bạn cái giải pháp là cái đầu tiên đúng không, nguồn hàng chúng tôi có. Nó lại quay trở lại với cái vấn đề về giá rẻ, thì giá rẻ hay không á, thì chúng ta phải phụ thuộc vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là giá đó nó có cạnh tranh được với thị trường hay không, còn cái thứ hai đó là cái giá này chúng ta bán có lãi hay không, có được lợi nhuận hay không. Và tất nhiên hai điều này thì Forex Center đều có thể đáp ứng được cho các bạn đúng không, đủ sức cạnh tranh và tạo ra được giá trị lợi nhuận, và đây là cái mà tuyệt vời nhất. Rồi còn gì nữa, còn cần quan tâm về điều gì nữa đó, khi mà giá của chúng ta có thể cạnh tranh được, cái thứ hai là chúng ta có thể tạo ra được lợi nhuận, đây là cái mục đích của cái việc kinh doanh rồi, vậy thì không có lý do gì chúng ta không có kinh doanh tại đây. Đó đó là một chút về cái sản phẩm về Forex Center. Cái thứ ba là đa dạng sản phẩm luôn, đủ loại 13 ngách cho các bạn dù là nam hay là nữ hay là giới tính thứ ba gì đúng không, vẫn có thể làm được với Forex Center. Nam thì có thể bán phụ kiện, có thể bán đồng hồ, có thể bán ví da, có thậm chí có thể bán váy như Duy đấy. Duy bán váy bình thường, đó là nam nhưng đi bán váy, mặc dù không có thể hiểu được inside bằng các bạn nữ đúng không, nhưng mà vẫn bán váy được. Cơ bản là cái cách bán như thế nào thôi, bán gì không quan trọng. Và đây là một cái môi trường giúp các bạn mà thực tập và thực hành tốt đó. Và ở Việt Nam chả có cái trường đại học nào dạy cho chúng ta điều này đâu, chỉ có những cái đội nhóm như thế này mới dạy được cho chúng ta được những cái kỹ năng liên quan đến bán hàng, liên quan đến tư vấn khách hàng, liên quan đến việc phát triển nguồn hàng, phát triển đội nhóm đúng không. Và mục đích của chúng ta vô đây thì chúng ta muốn làm gì thì Forex Center sẽ đáp ứng cho chúng ta được. Đó, như em nói có rất là nhiều, có rất nhiều là dự án mà trong Forex Center có, mà hoàn toàn các bạn có thể làm được. Giả sử các bạn không thích bán hàng đúng không, đội nhóm tôi về admin và đội nhóm sẽ chỉ cho các bạn làm affiliate, thị trường trong nước có, thị trường nước ngoài có, đó thị trường, thậm chí là trong Forex Center có affiliate cho các bạn luôn.
Và hoàn toàn có thể. Đúng không? Hoặc là giả sử mà muốn không muốn bán hàng, muốn làm dịch vụ, có luôn. Đó, chứ không phải nhất thiết là vô đây phải bán hàng đâu. Bán hàng cơ bản nó chỉ là cái cớ cho cái việc mà mình rèn luyện được cái kỹ năng thôi. Đó, nhưng mà tôi vẫn muốn là các bạn phải tập bán hàng, tại vì tập bán hàng thì nó sẽ có được nhiều cái hay lắm. Tại vì khi và chỉ khi chúng ta mà bán được hàng rồi, chúng ta mới có thể có được thêm nhiều kiến thức nền khác liên quan đến cái việc mà affiliate hay là dịch vụ vân vân. Đó, hiểu được cái bản chất đó, thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Đó là cái vấn đề cốt lõi mà Forex Center muốn mang lại cho các bạn. Và Bin nãy giờ nói cực kỳ hay về những cái vấn đề tư duy. Thực tế những cái Zoom mà liên quan đến tư duy như thế này á, thì nó không có nhiều ở bên ngoài đâu. Tôi dám chắc luôn á, tôi cũng từng đi học rất là nhiều trước khi vô Forex Center, hoặc thậm chí trong cái thời điểm này tôi là một thành viên gọi là mod của Forex Center, nhưng tôi vẫn phải, nhưng tôi vẫn hay đi ra ngoài spam hay spy xem những nhóm, đội nhóm khác họ làm những cái gì, và chắt lọc những thứ hay mà mình về mình truyền đạt lại cho đội nhóm, và những cái gì mà dở thì mình sẽ lấy cái đó là cái mà mình cảnh tỉnh cho member của mình. Đó, đó là vấn đề ở trong giá trị ở trong Free Center sẽ mang lại cho các bạn. Và cái con đường kinh doanh nó thực tế nó rất là dễ thôi. Bán hàng đó, thực tế rất là dễ. Bán được nhiều hàng mới khó, chứ bán được hàng rất là dễ. Giả sử như chúng ta một ngày mà kiếm vài đơn hàng đó, ở trong Forex Center, ở trong này là đầy người làm được luôn. Còn cái vấn đề mà giả sử mà vài trăm đơn hay vài ngàn đơn thì chúng tôi không dám chắc. Nhưng mà chúng tôi sẽ cho các bạn lộ trình để làm được điều đó. Và để làm được cái việc mà 1.000 đơn hay 500 đơn hay thậm chí là vài nghìn đơn, đúng không? Thì nó cần phải có được cái lượng mà nhân sự và cơ sở vật chất nó rất là lớn. Đó, trong Policy Center thì có rất nhiều bạn đã làm được điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta là người mới thì hãy tập từ những thứ đơn giản nhất. Cơ bản thì cũng chỉ muốn nói cho các bạn một vài điều này thôi. Thì trong thời gian tới hãy cố gắng tập trung từ cái việc bán hàng của mình. Đúng không? Trong Policy Center nó có nguồn hàng cho mình, nó có quy trình cho mình. Và chúng tôi còn có được cái giải pháp cho các bạn luôn. Đó thì không có lý gì mà chúng ta không làm việc ở đây. Đúng không? Một cái điều rất là tuyệt vời mà ít đội nhóm này có thể mang lại cho các bạn. Và dưới cái tư cách là một người mà có kinh nghiệm trong Forex Center, thì tôi chỉ chúc các bạn là sẽ cố gắng kiên trì thôi. Tại vì ở trong đây có rất là nhiều kiến thức mà tôi mong các bạn sẽ đạt đến được. Đó, còn cái việc mà kiên trì mới là quan trọng nhất. Kiên trì đi đến hết được cái đoạn đường cuối. Đó, đó là cái mục tiêu của mình. Ví dụ như là mình sẽ trở thành một dropshipper chuyên nghiệp ở trong Forex Center, bán bất cứ cái nào cũng được. Đó, kiểu như vậy. Có rất nhiều bạn có mơ ước như vậy mà. Còn cái vấn đề thứ hai là chúng ta lấy đây là cái nền tảng để sau này chúng ta có thể là kinh doanh riêng. Đúng không? Có rất nhiều bạn vô trong đây. Tôi biết là các bạn có nguồn hàng rồi. Đó, thậm chí có nhiều bạn là chủ shop, chủ kho ở trong đây, đúng không? Nhưng các bạn chưa có một cái giải pháp bán hàng. Chúng ta có thể vô đây chúng ta học tập, và sau này chúng ta có được kiến thức để chúng ta phát triển được cái doanh nghiệp của chúng ta, đúng không? Chúng ta đến với nhau nếu mà bằng cái sự thật lòng và sự chân tình, đó, muốn học hỏi, muốn chia sẻ hay mà hỏi chia sẻ, thì chúng tôi không bao giờ tiếc các bạn một bất cứ điều gì. Và thực tế các bạn có thể thử test thử trong vòng một tuần, mà các bạn hỏi bất cứ câu hỏi nào vào bất cứ khung giờ nào ở trong ngày, thì khả năng đến 90% sẽ có người hồi đáp cho các bạn. Đó là điều thực tế luôn đấy. Đó, không tin, tại vì trong đây có đội nhóm rất là mạnh, và đội nhóm support, rồi đội nhóm về nhân viên, về quản lý những cái vấn đề phát sinh. Đó, yên tâm, rải rác đầy nhóm, ở trong đây có tận 16 nhóm luôn mà. 16 hay 19 nhóm tổng với hàng chục nhóm ngách đó, nhưng mà vẫn vận hành được. Và đây là một cái điều rất là tuyệt vời trong Forex Center mà các bạn. Rồi thì trong thời gian tới thì ảnh hưởng của đại dịch Covid mà, thì cái vấn đề mà học online là cái vấn đề mà tôi nghĩ các bạn nên tập trung để sau này, để trong thời gian này chúng ta có thể kiếm được thêm cái thu nhập. Tại thời buổi này kiếm tiền rất là khó nha.
Thực tế trong dịch này kiếm tiền cực kỳ khó luôn á, nhiều shop off vỡ nợ lắm rồi đấy. Tại vì có rất là nhiều người bạn của tôi mở shop offline, shop đồ ăn rồi cà phê các cà pháo các kiểu là bây giờ là đang là phải là bán tháo nó bán tháo đồ rồi trả mặt bằng các kiểu, và thời buổi này đúng là chỉ có online mới là chân lý thôi. Rồi thì chắc là sẽ Thắng sẽ nhường mic lại cho các bạn khác cùng chia sẻ, và mong cái sự chia sẻ này của Thắng sẽ giúp cho các bạn có được thêm cái động lực ở trong thời gian làm online tới. Còn những cái vấn đề mà liên quan đến mà kỹ năng bán hàng, đó là những cái vấn đề mà bán hàng thì chúng ta sẽ có thể là học tập gặp nhau trong thời gian tới. Và cái buổi Zoom này thì ok, buổi Zoom này nó chỉ nói về cái động lực là nhiều và cái phương hướng trong thời gian tới, nó sẽ không có nói về quá nhiều về phần kỹ thuật, và phần kỹ thuật chúng ta có thể học sau, vấn đề là chúng ta có kiên trì làm hay không, đó đó là cái vấn đề cốt lõi nha. Rồi thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và chúng ta mong các bạn Ok. sẽ đồng hành cùng tôi Tuyệt trong vời. thời gian tới. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ nhé. Rồi, em cảm thấy mốt tháng chia sẻ như nào ạ? Hy vọng rằng em mình sẽ tham gia được những cái buổi Zoom, buổi đào tạo, buổi học của Thắng và khá là đắt và trận chiến đấy, đúng không ạ? Là người được admin truyền đạt nhất, nhiều nhất, đúng không ạ? Và người chịu có tìm hiểu nhiều trong đội nhóm mốt về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và vấn đề về marketing, và cũng là một trong những người rất là am hiểu trong cái quá trình mà làm dropship đấy, đúng không ạ? Theo Fori rất là lâu rồi và là người sáng tạo, một trong những người sáng tạo ra Fori đấy, sáng tạo ra cái tên Fori đấy, nên là anh có cơ hội thì có thể kết bạn và nếu mà có cái tham gia, đúng không ạ, cộng đồng dropship Việt Nam, đúng không ạ, anh mình tham gia nhóm dropship Việt Nam ở trên Facebook đấy, đấy thì có admin Thắng là admin cái group đó hơn 12.000 người, anh em mình có thể tham gia vào cái cộng đồng đó và tham gia vào trong các cái buổi chia sẻ, đúng không? Nếu như có thì tham gia rất là hay nhá. Ok, rồi bây giờ là chúng ta sẽ nghe member, đúng không ạ, một bạn member khác để chia sẻ nào. Phượng có online em ơi, có bật mic được không? Rồi Phượng bật mic, bật cam lên chia sẻ được không Phượng ơi? Phượng ngồi. Ok, Phượng xong rồi qua chia sẻ của Hải nha. Hải lên chia sẻ xem thời gian qua mình đã học được những cái gì rồi, và có những cái kinh nghiệm rồi, là nhìn nhận được cái vấn đề là như thế nào. Phượng không? Ok, Có em vào ơi, đây. Ok, vào bây giờ mình sẽ nghe chia sẻ của một bình sữa chân chính đấy, đúng không ạ? Chân chính mà còn cao cấp hơn cả bình sữa luôn, bình sữa kiêm sinh viên hơi bị gắt. Ok, chúng ta cùng nghe đi nhá. Ok, bây giờ là Phượng có dạ những xin cái kết chia sẻ bạn. như thế nào, quá trình thời gian qua mình đã học gì, mình ở trong team đội nhóm nào, cái duyên nào, mình làm sao đó là mình tới Forian như thế nào này, đấy mình học ra làm sao, kết quả như thế nào, và hiện tại thì mình đã có những cái thành tựu gì, và có những kinh nghiệm mình truyền đạt lại cho những anh em mới, rồi là những cái bạn ở trong đây, mình nhìn thấy rằng là trong đây là có những là bạn nữ, đúng không, và cũng là khả năng cũng có nhiều anh em mà là newbie này, là sinh viên này, đấy, cũng có nhiều chị làm bỉm sữa ở trong này, thì có những chia sẻ nào thì mình chia sẻ để mình cùng tiến bộ nhá. Ok, rồi mình cùng nghe bạn Phượng cùng chia sẻ nhá. Rồi, em chào mọi người nha. Em mình tên là Phượng, hiện tại mình đang là 21 tuổi, vừa là một mẹ bỉm sữa và là sinh viên đại học năm tư chuyên ngành kế toán của trường Đại học Đà Lạt. Đầu tiên thì cơ duyên mình đến với Fori thì cũng là tự nhiên thôi. Đợt đấy thì mình đã có đang bầu bé bé nhà mình, thì lúc đấy thì cũng xin bảo lưu lại kết quả rồi đi đi về nhà chồng á mọi người. Họ về để sanh sanh xong một thời gian thì mình có mở ở một cái nhà chồng, thì có mở một cái tạp hóa bé bé. Lúc đó thì tất cả các chi phí đều phụ thuộc vào gia đình nhà chồng mình hết, từ việc ăn uống sinh hoạt cá nhân hay là bỉm sữa. Mọi người biết là cái đợt mà nộp cái một nỗi tiền mua bỉm sữa cho con thì nó cũng quá quá rất
cũng tốt rất là nhiều tiền luôn đó mọi người. Sau đó thì cũng kiểu là mình có nhiều cái vấn đề á, thì mình có bị tâm lý là bị trầm cảm sau sinh. Đến bây giờ thì mình vẫn còn bệnh, vẫn còn uống thuốc đều đều và điều trị tâm lý. Bây giờ vẫn còn nha. Có xong một thời gian đó thì mình có quen biết một anh ở trong Fori, cũng làm trong Fori nhưng mà cũng kiểu đi chào hàng tập hay đi chào hàng các quán tạp hóa, thì mới nói là anh có công việc làm dropship, em thử vô tham khảo coi, cái đấy nào người ta đi đơn cho em luôn, người ta gửi hàng cho em không phải là nhập hàng hay ôm hàng gì về đâu. Thì mình lúc đầu thì mình cũng xin anh vô cái link nhóm của Furry á, mình cũng tham khảo. Mình lúc đầu thì chắc mắc mình thì cũng nói là sao lại giá cao thế, nhưng mà kiểu có khi nào mà mình có đơn hàng á, nhưng mình báo đơn mình gửi tiền rồi họ có gửi hàng cho mình không. Cái tâm lý lúc đầu của ai cũng như vậy thôi. Xong mình cũng chưa thực hành ngay, mình cứ để vậy. Để đến một thời vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 thì mình có vô tình nghe một buổi Zoom của admin. Nó rất là hay luôn mọi người, chia sẻ kiến thức từ A tới Z luôn, từ các kênh bán hàng ra đơn, rồi được nghe các anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm. Và đặc biệt á là admin là một người á mà mình quen biết và mình rất nể luôn á. Ô mình kêu ô cái nhóm này là của một thầy ngày xưa, admin họ cũng coi như là thầy của mình dạy ôn thi đại học á mọi người, trong một cái group đó. Ô mình mới kêu ô cái này là thầy thầy Quyết này, thầy Quyết trước là hôm trước ngày trước là có dạy cho mình này, ô bây giờ là anh là admin của nhóm của Fori Center. Mình cả lúc đấy bắt đầu mình nghe được cái kiến thức đấy, với lại cái sự độ tin tưởng ngày trước của mình á, nó bắt đầu có niềm tin. Sau đó sau cái buổi Zoom đó, mình bắt đầu mình nhắn hôm sau mình bắt đầu mình nhắn tin với admin là anh ơi em muốn tham gia với Fori thì mình nên làm như thế nào và làm sao để bán được hàng giống như là các anh chị đã được chia sẻ ở trước. Thì admin mới nói là em tham gia em chọn ngách hàng đi nha, hình ảnh ở trên giá thì em các ngách thời giống như bây giờ là được gần Tết rồi, thì em tham gia các nhóm thời trang túi xách đang rất là ra đơn, rất là hiệu quả, và việc em là đang làm đó thì là trên kênh Marketplace nha, cái kênh đấy là free traffic nên em không hề tốn một cái khoản nào về phí trả về dịch vụ các nhóm hay là mất công chạy Marketplace. Lúc đấy mình mới tò mò mình mới làm thử và sau đó mình có đơn nha các bạn. Mình theo thông thường là mình sẽ học tập thôi, mình cứ không có hình ảnh gì nhiều, mình làm theo quán tính á, đăng lên cũng may là kiểu đấy là Tết nhưng kiểu người ta mua cũng nhiều á bạn. Lúc đầu là mình có đơn hàng đầu tiên nha, mình mừng lắm luôn á, mừng ơi là mừng, mình nhắn tin là trực cái màn hình bạn, anh ơi em có đơn hàng rồi, mừng mừng quá. Xong tiếp theo là đơn thứ hai, đơn thứ ba, cứ như vậy thôi các bạn. Sau đó mình tham gia vào sau đó mình bắt đầu là cái này nó rất là hay và nhiều kiến thức lắm. Thế là mình mới hỏi admin là admin ơi, admin có cái khóa nào chỉ dạy cả những cơ bản và những chuyên sâu hơn không? Thì admin mới nói là em học coaching viết tin nha. Trong đó có những kiến thức anh dạy rất là bà dạy rất là nhiều, thì mình đồng ý luôn, học vô đấy học nha mọi người. Kiểu mình là cái đứa mà kiểu hay hay kiểu giống cầm đèn chạy trước ô tô ấy mọi người, kiểu như không không học không học chứ không quá tâm về việc học ấy, nên là thường thường là sẽ bị admin nhắc nhở là em vô học đi, hoặc là em vô học em thực hành đi, có gì không hiểu thì hỏi anh. Lúc đó mình bắt đầu mới chuyên tâm mình học, học một thời gian xong bắt đầu mình áp dụng hơn kiến thức của Fori á vô các trang mạng xã hội như Marketplace, Shopee, thì đơn hàng của mình cũng ổn hơn, đơn cũng rất là nhiều. Lần đầu tiên mình khoe với admin là đợt đấy mình có chụp chứng khoán là admin ơi em bán được hàng, em tiết kiệm được 9 triệu luôn. Mình chụp cái màn hình mình gửi cho admin rất là đàng hoàng, em có tiền bữa nay em có tiền em tiết kiệm là admin ạ. À,
Mừng ơi là mừng luôn mọi người, tại vì giờ 9 triệu đâu phải là nhỏ đâu. Ngày xưa mình đi học á mọi người, tháng được bố mình có chu cấp có 1 triệu thôi mà đóng tiền phòng 500 rồi, còn 500 thì sống qua ngày á, sống trong từng tháng đấy thôi. Là một tháng cứ như đều đều là cứ 1 triệu, còn 500 là mày sống sao sống, hoặc đi làm thì đi lên làm gì thì làm. Lúc đấy nhìn 9 triệu nó to lắm mọi người. Sau này á thì mình có ổn định hơn, đến mùa trái cây thì mình lại bắt đầu áp dụng bán trái cây lên trang mạng như là bơ này, sầu riêng này. Một ngày á mình ít nhất chỉ riêng marketplace thôi, một ngày mình phải đi đơn được tầm 2 đến 3 tạ một ngày. Sau một thời gian nữa thì mình bắt đầu chuyển sang hướng livestream và bán nhập hàng về bán. Tất cả những kiến thức mà mình áp dụng được, đơn hàng được á, đều là do admin chỉ dạy mình rất là nhiều. Và điều tâm đắc nhất của mình trong Fori á là các khóa học. Cái khóa học đầu tiên mình để nhất mà khắc sâu nhất á, là chính là cái khóa học thành công á mọi người. Trong đấy nó chỉ dạy làm sao, cách mọi người làm sao mà rất là bài bản luôn, cách thức làm như thế nào để được thành công hoặc bán hàng trên mạng, cách bán hàng với thời gian online. Học cái đấy mà nhớ mãi cả đời luôn đó mọi người ạ. Sau đó thì đến bây giờ mình có một thầy đến bây giờ thì mình đã có ổn định cuộc sống hơn, các mọi thứ thì tự ổn định hơn, tự mình có thể lo được cho rất nhiều thứ và công việc. Nói chung là không phải phụ thuộc vào gia đình chồng nữa. Chia sẻ của mình thì tới đây cũng hết rồi. Các bạn thì cuối cùng là mọi người hãy đừng có nản lòng, có khó khăn gì hoặc là có sai sai sót gì á thì mọi người cứ làm. Sai thì đến đâu thì mọi người hỏi đến đấy và sửa lại cách sai rồi cũng sẽ thành công và có những thành tựu nhất định. Và chúc mọi người thành công trong con đường kinh doanh sắp tới ạ. Ok, cảm ơn Phượng nha. Cũng trễ rồi nên ra là cũng wow, bây giờ là hơn 12 giờ rồi đấy. Rất là lâu trễ rồi đó. Đúng nào? Cảm ơn chia sẻ rất là gì ạ? Ở trong Fourier là những cái điều nó khá là thực đấy, đúng không? Rất là thực, đúng không? Nhưng mà chia sẻ rất là đúng là bìm sữa, đúng không? Làm anh em mình có thể cảm nhận điều đấy và mình nghe, đúng không? Hôm cũng nghe các cái câu chuyện này rồi nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì mình cảm thấy rằng mình hiểu hơn về member của mình thật sự. Có những cái là mình chỉ đơn thuần đó là mình biết là tại vì mình support rất là nhiều và có những cái câu chuyện nó khá là cảm động đó. Nhưng mà đôi khi mình không có hỏi câu sâu tại vì đó là những cái liên quan đến cá nhân nên mình không có hỏi sâu, mình chỉ biết là cơ bản là như vậy, là member mình thế thôi. Nhưng mà hôm nay nghe Phượng thêm những cái chi tiết đó, mọi lần nó không có chia sẻ, hôm nay admin cảm thấy thật sự đây một người phụ nữ, đúng không, một người con gái khá là nghị lực đấy, đúng không, rất là tập trung. Tại vì bản thân là trước khi mà livestream ấy là Phượng có hỏi admin rằng là bây giờ là có nên làm không hay là tốn thời gian hay là như thế nào đó, em xác định làm đấy thì em cần chuẩn bị như thế nào không, thì admin biết là kiểu gì bạn cũng sẽ làm thôi. Admin nói rằng ở đấy là xu thế đấy, tại vì livestream nó là xu thế, nó chắc chắn. Và là mình nghe được là ok, rất là tuyệt vời, ở trong team mình ít người livestream lắm, bây giờ mình mà livestream được thì em bán gì cũng thành công. Thế là bạn livestream vào mấy nay ấy, và anh buổi này thì bạn có thể lên được này, nhưng mà nếu mà buổi sớm một tí là bạn đang livestream và bán được khá là ổn, đúng không, và đang ra đơn ổn rồi. Và mình cảm thấy là đây là một trong những cái mà ai cũng có thể làm được. Cái điều mình cảm thấy tốt ở trong cộng đồng đó là không phải là mình không phải là thầy đào tạo, tôi nói xin anh em mình là admin thôi hoặc là xin tôi đúng không? Hoặc là anh em thế thôi chứ không có xin là thầy, tôi không có nhận là thầy, chưa bao giờ tôi nói là mình là thầy. Nhưng cái giá trị cho cái cộng đồng đó là Fori này hôm rất là nhiều anh em mình nói rằng rồi là chống mắt lên xem là tồn tại được bao lâu, thì là có những thằng đối thủ của mình nó chết trước rồi. Còn lại Fori mình nói những cái vấn đề như này là cho tới khi nào á, member còn đồng hành, cho tới khi nào á mà anh em còn nhận được cái giá trị
thật sự, và Phượng đây là mới tham gia thôi, thì lúc đó Forex còn tồn tại rất là bền. Có lẽ căn bản quan điểm mà vừa xong tôi nói rồi là sản phẩm đây là dễ bán, mà chúng ta bán là mình làm sẽ thành công. Còn lại là trong Forex có rất là nhiều thứ để mình làm, và bí mật của cộng đồng đó là giá trị, bí mật của cộng đồng đó là marketing, bí mật của cộng đồng đó là những cái liên quan đến digital, liên quan đến content, liên quan đến insight. Mình có thể là nắm được những điều này, đúng không? Đó là các cái bí mật liên quan đến thành công của trong cái quá trình kinh doanh online đó, thì mình sẽ không bao giờ mình thất bại, đúng không? Có nhiều người bảo mình có thể thất bại hay không thì mình không tin lắm, mà mình cũng rất là tự tin trong vấn đề là mình sẽ thành công. Nhưng mà quan điểm là thành công ở cái mức độ nào, nó có to hay không, hay là thành công lớn, thành công nhỏ, các bạn hình dung ạ. Và không có thiếu thứ để mình bán, mà thực tế là sự đồng hành đối với anh em mình ở trong Forex rất là cao. Hiện tại thì những cái học viên của em Tin cũng đến, là cộng đồng học viên ấy, các cái team ấy, cũng đến tổng học viên nó hơn 500 người, mặc dù mình không phải là người, mình không có một cái video nào ở trên không có, mặc dù mình là sở hữu hệ thống network, mình sở hữu hệ thống kênh, các kênh YouTube, là tham gia bạn bè của mình trong giới, cả giới underground lẫn cả giới truyền thông ấy, rất là nhiều các cái báo, rồi là báo mạng rất nhiều, nhưng mà mình chưa có một cái bài nào nói mình là cái người đào tạo, giảng dạy và thầy ấy. Mà cái cộng đồng học viên của mình cũng hơn 500 người, thì thật sự đó là sự tín nhiệm. Và mình cảm thấy là qua cái câu chuyện của Phượng này, còn không còn thời gian nữa, tại vì bây giờ cũng khá là trễ rồi, em nên nói thêm một tí nữa thôi. Mình cảm thấy là cho tới khi nào mình còn trao được cái năng lượng, mình còn trao được những cái kết quả thực tế, rồi những cái buổi Zoom chia sẻ như này, em sẽ cố gắng tạo ra những cái buổi Zoom chia sẻ như này để anh em new buy hiểu hơn về kinh doanh. Đó, kinh doanh đơn thuần, nó rất là đơn thuần, nó rất là câu chuyện ở trong đó. Chứ mà kinh doanh là chúng ta làm gì nó màu mè lên và nó phức tạp. Trời ơi, phức tạp để làm gì đâu. Thì những người giống như Phượng, new buy hoàn toàn chưa biết gì hết cũng làm được, thì mình nghĩ rằng là anh em mình cũng sẽ thành công thôi. Thực sự nếu mà hôm nay còn thời gian nữa, em mình nhìn đây thì nó quá khá là trễ rồi, để nói thêm một chút nữa là em mình đi, đúng không? Chứ còn một số anh em mình, em mình cảm thấy rằng những cái câu chuyện rất là tuyệt vời, và hôm trước mình ấy nghe một lần thôi, đó là chưa có nghe được, và chắc khả năng hôm sau buổi Zoom mình sẽ dành nhiều thời gian cho anh em mình chia sẻ và Zoom sớm hơn. Thật sự những cái câu chuyện này mình để thấu hiểu cái cộng đồng của mình, thấu hiểu cái học viên của mình đấy, thấu hiểu được là ở anh em mình đang cần cái gì, và anh em mình đang thích cái gì. Thì thời gian đấy, có thời gian thì mình sẽ đưa, có Quách Hải này, câu chuyện của Quách Hải cũng rất là hay đó, và mình cảm thấy đội nhóm của mình đang cần cái yêu cầu như thế nào, có những cái vấn đề là gì mà mình xử lý. Còn là trong Forex là luôn luôn cần sự đồng hành của anh em mình, cần sự tín nhiệm, sự ủng hộ. Bây giờ là thầy online không có thiếu đâu. Thật tôi chẳng là gì so với anh em ở trên cái cộng đồng, thật sự rất là nhiều người giỏi hơn, nhiều Zoom mà không phải là mấy chục người đâu, mà là mấy trăm người, thậm chí là mấy chục ngàn người, mấy nghìn người, mấy chục, mấy trăm, đúng không? Nhưng mà căn bản admin đó là ai vào xem không có ép, cũng không có phễu hay không có kéo. Ông là muốn vào, không muốn vào thôi, ra vào liên tục, đúng không? Còn ai làm mới được thì cái người được ấy, đó mới là cái chân ái, đúng không? Đúng không? Xem sắc tanh này, sắc bình, nói câu đó rất là hay, đó mới là chân ái trong cái team của mình. Còn ông nhảy đao, nhảy vô, ông làm hay làm kia không thành công nổi. Thôi không thành công nổi, và thật sự là hôm nay mình nghe những cái câu chuyện thấy hay, mình cảm thấy xúc động trong cái đội nhóm của mình. Thật sự là hôm trước là có nghe thôi, là mình chỉ nghe là Phượng và như vậy, cơ bản chắc khả năng là nhiều khi mà mình cũng ngại, không muốn chia sẻ, tại vì cái này cá nhân mà. Nhưng mà qua những câu chuyện này thì thật sự là hôm sau mà anh em nào hóa là mình sẽ mời nhiều hơn, anh em ra kết quả em sẽ mời lên trên này mình chia sẻ, thì thật sự đó là cái động lực rất to lớn cho những cái bạn mà sắp tới mà đang làm, sẽ làm. Và kết quả nó, bạn có thể là link Bích Phượng, kết bạn với Facebook của Phượng nhé, và lên trên đấy xem em livestream, rồi xem em bán hàng ổn lắm, thì cảm thấy rằng đó là sự tuyệt vời đấy.
và cần lắm những cái bạn như vậy đồng hành. Và em không có ngại chia sẻ kiến thức, căn bản là các bạn có chịu khó làm hay không thôi. Còn lại trong Fori là như thế này, trong Fori là mình có một nền tảng đào tạo là kinh doanh online.com, chứ tôi không có kéo phễu hay là lùa gà. Đúng không? Kéo phễu là kéo đội nhóm đây là đương nhiên rồi, còn học đó là mình thực chiến, có các cái buổi Zoom là như vậy. Nên là cái tôn chỉ này là khi mà chúng ta xác định với nhau là trong Fori chúng ta chiến thôi, và đem cái giá trị được và tiếp tục phát triển cho cộng đồng, và anh em mình sẽ trở thành đội nhóm mốt của Fori sau này, trở thành đội nhóm admin của các cái team vệ tinh của Fori. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần làm tốt vấn đề thời trang và được giá chuyên ngách thôi là thật sự luôn. Ví dụ như giá ở ngoài ấy, dropship và chuyên ngách nó cách nhau khoảng 20.000, giá VIP ở đây là thật sự tốt lắm rồi, chuyên ngách còn tốt hơn nữa, giá ký quỹ mà giá đối tác còn khủng khiếp hơn. Áo hoodie này đến tầm khoảng 70-80.000 thôi là mọi người trời ơi, đúng không, bán 149.000 là lời gấp đôi luôn rồi đó, đúng không, trừ cost đi nữa vẫn lời 70-70.000 một sale. Nên ra có rất là nhiều anh em thành công rồi, vô cùng thành công luôn chứ không thành công bình thường. Đấy, đấy là vài cái chỗ này là mình nói với nhau là như vậy. Và lại là anh em nào mà muốn học, đúng không, ví dụ như này mình đang có thực hiện một khóa coaching 699k đấy, là khóa vỡ lòng để anh em nào vào trong đấy để nhận được giá tốt, và trong đấy được có bộ tài nguyên, được bộ tài nguyên này, được độ bộ là anh em mình có thể lưu cái link này lại. Tôi không biết là đây này, đấy, cái link này không biết là ở trên cái bộ Zoom này mình có thể nhìn thấy link không, Zoom này mình có thể nhìn thấy link nhá, lưu cái link này lại này đấy. À, ok, có thể lưu lại link này để mình xem. Đây là cái khóa vỡ lòng 699k, mình nhận được bộ tài liệu, bộ tài nguyên, mình nhận được giá tốt, mình nhận được chia sẻ, mình nhận được khóa học trên kênh online Z, để sau này mình có thể xác định tốt hơn. Còn nếu mà anh mình vào VIP chuyên ngách thì mình sẽ học chuyên sâu vào trong vấn đề thời trang, hoặc là visa, hoặc là phụ kiện điện thoại. Đấy là cái điều mà sau này mới có, trước đây ở trong forum mới có. Sau này thì mình có thời gian nhiều hơn mới dành được thời gian làm các cái module đào tạo như vậy, và kết tập lại những cái thành tựu mà có cộng đồng của anh em mốt rồi là của chính bản thân mình, để hỗ trợ em đi nhanh hơn trong phát triển trong Fori này. Và trong Covid, trong thời kỳ Covid đây là cuối cùng ấy, là chúng ta hãy thích nghi, đúng không ạ, và hãy chúng ta hãy xem Covid là một bài học. Covid bây giờ càng ngày càng nhỏ, virus đó, và virus thích ứng liên tục và thay đổi các cái biến thể, đúng không, và nó có cái khả năng lan rộng rất là lớn. Và chúng ta dù là kinh doanh online hay là làm doanh nghiệp, hãy nhớ rằng một là phải tinh gọn, bộ máy tinh gọn hơn và làm việc thật là hiệu suất, đúng không, trong một thời gian ngắn mình làm được thật là nhiều việc và thật sự là chất lượng, tinh gọn lại bộ máy. Hai nữa là mình phải thích nghi trong những thời cuộc nghe, mình phải thích nghi. Đôi khi cái gì mình thích nó không ra tiền thì mình phải làm cái điều mà thị trường người ta cần, có nhu cầu mình phải thích nghi. Đó, tinh gọn, thích nghi. Ba là lan tỏa cái sức mạnh đấy cho cái cộng đồng. Vậy Facebook đó, là một trong những cái kênh mà có thể là tạo ra sức lan tỏa khủng khiếp, cộng với một cái kênh YouTube, cộng với một cái kênh TikTok. Ba kênh này hoàn toàn để giúp mình tạo ra được những cộng đồng, đội nhóm hay là đội ngũ tổng cộng tác viên vân vân, mà kiếm được những khách hàng cần cái nhu cầu, cần cái sản phẩm mình to lớn, không cách gì phải chạy quảng cáo hay gì hết. Nếu mà thấu hiểu và mình chịu khó làm content, làm video, làm hình ảnh, mình post lên các kênh này đó, thì đó là sự tuyệt vời. Lưu ý là ba cái chân lý trong cái thời cuộc Covid này, một là tinh gọn, đúng không, chứ không phải là nhập hàng với đóng gói ship đi rất là tốn thời gian. Dropship, affiliate, hai thứ rất là tuyệt vời. Cần marketing hoặc tinh gọn nhá, tinh gọn, đấy, thích nghi và lan rộng. Đấy là ba cái cuối cùng trong buổi Zoom này mà admin muốn anh em mình ghi nhớ nó. Làm gì cũng vậy, gọn gàng, đấy, thích ứng được và có thể là viral được nó, cho lan tỏa ra, cho thật là nhiều người tham gia với mình, cho thật là nhiều người mua hàng với mình, đúng không nào?
và cái quá trình marketing của mình thật là rõ nét, rõ vấn đề chứ không có lan man giống như cái buổi Zoom ngày hôm nay. Đó, đó là những cái mà điều cuối cùng mà mình muốn nói, và đặc biệt là kiên nhẫn, kiên trì nó sẽ thành công thôi. Mọi thứ nó đều điều dễ dàng, không có gì khó hết. Và sau cái buổi Zoom này thì mình chúc anh em mình là thành công nhá, chúc anh mình có một cái buổi học hiệu quả và phát huy được tinh thần đội nhóm. Xin hẹn gặp lại và xin chào và hẹn gặp lại, chúc em mình và gặp lại trong các buổi Zoom tiếp theo cho mình có một cái buổi học và một cái rất ngủ ngon trong cái sau khi mà nghe buổi Zoom này. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn mọi người. Ok nhé.